chương 1363, chia quả. Đúng là Hàn Lập đem lôi châu chính mình luyện chế, một hơi ném ra bốn viên. Lôi châu này sau khi trải qua lôi văn thuật cô động, cơ hồ mỗi viên đều tương đương với luyện hư kỳ tu sĩ toàn lực đánh một kích, hơn nữa thân thể hắn lại có lôi điện lực, cho nên uy lực mới kinh người như vậy. Hiện tại xem ra hành động này quả thật không sai, nếu không dùng cách này cản đường cự tích và cự nhân một lát, chỉ sợ hắn cho dù thuấn gì bỏ chạy, sau đó cũng không thể thoát thân nhìn linh quả bị người ta đánh cắp hai cự vật, hiển nhiên nổi trận lôi đình, nhưng trong lúc nhất thời bị gắt gao vây lại chỗ cũ. Nhìn thấy uy lực của lôi đoàn, lũng đồng cùng đám người xung quanh trong lòng đại kinh, nhưng lập tức mừng rỡ thi triển độn thuật mà chạy. Đồng thời trên đường chạy trốn thi triển ẩn thân thuật, ẩn đi thân hình. Bên trong lôi đoàn ngoại trừ tiếng giống to, không còn thấy một bóng người. Hàn lập huy động phong lôi xí sau lưng đến cực hạn, liên tiếp chấp hiện vài cái, đã hiện ra tại chân trời. Vì để phòng ngừa, Hàn Lập thậm chí còn phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển ra bí thuật huyết ảnh đột, trong nháy mắt biến mất khỏi nơi đó không thấy bóng dáng. Sau đó, cự nhân và cự tích mất sức chín châu mới thoát vây, lại thấy đám người tất cả đã biến mất không còn bóng dáng cho dù gào giống ba ngày ba đếm, cũng không thấy được bóng dáng bọn Hàn Lập. Mấy canh giờ sau, xa ngoài mấy vạn dặm tại một đỉnh núi, sau một tiếng sấm nặng nề, thanh quang trên người Hàn Lập vòng vòng vài lần, sau đó hiện ra thân hình hắn trên không trung. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau, khéo miệng lướt qua một tia mỉm cười. Việc này tuy rằng hung hiểm một chút, còn hao phí không ít nguyên khí, nhưng cuối cùng linh quả cũng đoạt tới tay. Nhưng vì cẩn thận, Hàn Lập vẫn thả thần niệm cẩn thận kiểm tra xung quanh đỉnh núi một chút, sau khi không thấy gì dị thường, thân hình mới hạ xuống, đứng trên đỉnh núi. Một tay hắn vừa lật, trước lấy ra một bình ngọc, từ bên trong lôi ra hai viên đơn dược màu đỏ sẫm, tiện tay bỏ vào miệng. Tuy rằng hắn sử dụng huyết ảnh đột, nhưng thân ở hiểm địa, vẫn là hy vọng ăn linh đan vào, bù lại chút nguyên khí hao hụt đan dược vậy tức tan ra sau đó một cỗ khí lạnh lưu chuyển khắp kinh mạch trong cơ thể sắc mặt hàn lập buông lỏng lúc này mới chuyển tay một hộp ngọc trắng như ngọc hiện ra nhẹ mở hộp bên trong lộ ra một chùm quả màu tím mọng mỗi quả đều lớn như nắm tay vô cùng tiên diễm mắt hắn không chấp đánh giá linh quả bỗng nhiên dùng hai ngón tay đem một viên linh quả nhẹ nhàng cầm lên cẩn thận xem xét sau một hồi hàn lập mới thở dài một hơi không sai, đích thật là chi long quả không phải giả. Loại linh quả này là tài liệu luyện chế đan dược cấp luyện hư, còn có thêm một ít mầm để tiến hành thúc dục linh dược. Đây là một trong số linh dược hắn đã sớm lưu tâm. Nếu không hắn cũng không cam tâm mạo hiểm như vậy. Hiện giờ linh quả đã tới tay, khóe miệng Hàn Lập hiện lên một tia mỉm cười. Chỉ cần tìm thêm loại kỳ vật khác là đằng vân dao, hai thứ hợp nhất sau đó thêm vài dược vật phụ trợ khác là có thể luyện chế ra đằng long đan mà các tu sĩ luyện hư nhìn thấy cũng phải dãi nhỏ dài ba thước. Hàn lập âm thầm suy nghĩ, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn. Nhưng vào lúc này, hắn nhướng mày, bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía một phương trời, thần sắc trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Kết quả là một lát sau, từ chân trời truyền đến tiếng xé gió, một đạo ánh sáng hồng bạc bay nhanh tới. Vài cái chấp động, đạo ánh sáng hồng bạc đã đến trên đầu hàn lập, hào quang tắt đi, hiện ra một gã nam tử trẻ tuổi đúng là lũng đông hiện tại bộ áo lân giáp màu vàng trên người hắn đã biến mất không thấy nhưng ánh mắt mừng rỡ nhìn linh quả trong tay hàn lập hiện ra vẻ hưng phấn ha ha hàn đạo hữu quả nhiên độn thuật kinh người có thể đem vật ấy bình yên thoát đi để tại hạ nhìn một chút linh quả này liệu có phải thật sự là chi long quả hưng phấn nói xong thân hình đã hạ xuống đứng trên ngon núi phía dưới bộ dáng muốn tới gần lũng huynh không cần sốt ruột nên chờ các đạo hữu khác tới đây sau đó nhìn kỹ cũng không muộn Hàn Lập cười nhạt, linh quang trong tay chấp lóe, hộp ngọc biến mất không thấy. a à, Hàn Đạo Hữu nói phải, đúng là lũng mỗ có chút nóng vội. Lũng đông nghe vậy biến sắc, trong mắt hiện lên tia hung ác, nhưng lập tức nhớ tới cái gì, trong nháy mắt đã lấy lại thần sắc nói. Vì vậy hắn cười cười lui lại vài bước, cách xa Hàn Lập ngoài 10 trượng thong dong ngồi xuống. Hàn Lập đứng yên chỗ cũ, hai tay chắp sau lưng yên lặng chờ những người khác. Đợi thời gian ăn một bữa cơm sau, bạch mi thanh niên cùng thiếu phụ cũng tới, vừa nghe hàn lập thật sự cướp được linh quả đồng dạng mừng rỡ như điên bất quá trước khi mọi người đến đông đủ bọn họ đành phải kìm nén niềm kích động trong lòng ngồi xuống một bên yên lặng chờ đợi những người khác đến ước chừng một thời gian sau mọi người trong lòng đều có chút mất kiên nhẫn mà sắc mặt luống đông cũng dần biến đổi hai bên hai đạo ánh sáng vàng bắn nhanh đến một người ở khoảng không sau lưng đám người thật xấu hổ làm cho chư vị đạo hữu phải đợi lâu Tiểu muội khi ngang qua một phiến rừng rậm ngẫu nhiên phát hiện một ngọn bích linh mộc vạn năm, cần tốn chút công phu mới lấy được cả gốc. Bạch Bao thiếu nữ cười dài nói, lập tức hạ xuống. Bích linh mộc vạn năm, chính là thượng giai tài liệu mộc thuộc tính, đạo hữu phúc duyên thật không nhỏ a. À. Du hồng có chút kinh ngạc, khách khách, du tỷ tỷ thật biết nói đùa, so với chi long quả, chỉ một cái bích linh mộc có tính là cái gì. Hàn huynh, hẳn là đã lấy linh quả tới tay đi. Bạch Bao thiếu nữ nhẽ cười một tiếng, ánh mắt vừa chuyển rơi xuống trên người hàn lập đích thật đã tới tay các vị đạo hữu có thể xem trước một chút hàn lập sắc mặt không đổi gật đầu một tay hướng túi chữ vật phất một cái hộp ngọc liền xuất hiện nắp hộp mở ra một tay nhẹ nhàng nâng lên một mùi hương thơm ngát bay ra ánh mắt mọi người đều quay tới gắt gao nhìn vào chùm linh quả mấy đạo thần niệm bao lấy linh quả cẩn thận xem xét hẳn là không giả đúng là linh dược thật du hồng trên mặt chợt lóe vui mừng nói trước một bước Mấy người khác sau khi thu lại thần niệm, đều gật gật đầu, lộ vẻ đồng ý tốt quá, nếu thứ này không giả, mấy người chúng ta mau phân chia. Bất quá một chùm chi long quả có khoảng 6 quả, chúng ta cho dù một người một quả, còn có một quả khó phân chia. Hàn Lập đảo qua hộp ngọc, bình tĩnh trả lời. Nghe Hàn Lập nói vậy, những người khác đều nhướng mày. 6 quả đích thật khó chia, bất quá việc này tính sau, trước tiên cứ đem chia mỗi người một quả trước đã. Bạch Mi thanh niên không kiên nhẫn nói, Lý huynh nói vô cùng có lý hàn đạo hữu trước tiên đem chia linh quả đi du hồng cũng cười cười đồng ý lũ đông càng không có ý kiến gì hàn lập thấy vậy cười nhạt một tay hắn nâng hộp ngọc nhoáng lên một cái tới trước mặt yêu nữ du hồng hai ngón tay nhẹ nhấc một quả chi long được bứt ra đưa về phía trước thiếu phụ mừng rỡ lập tức lấy ra một hộp gỗ muốn nhận lấy linh quả nhưng hàn lập lại vẫn chưa buông tay thâm ý nhìn nàng mỉm cười không nói thiếu phụ nao nao nhưng bỗng giật mình lúc này hướng tay áo bóc hai tấm phủ trù ra hiện ra tiểu kiếm màu vàng trên không trung đem tiểu kiếm ném tới đúng là thanh trúc phong vân kiếm của hàn lập hàn lập há mồm nuốt lấy tiểu kiếm màu vàng hóa thành một đạo ánh sáng vàng bay vào trong miệng đồng thời ngón tay kia buông lỏng một quả chi long cũng bay tới rơi vào trong hộp gỗ khi du hồng sắc mặt vui mừng kiểm tra linh quả hàn lập đã nhoáng lên một cái xuất hiện bên kia đem một quả đưa tới trước mặt bạch mi thanh niên vị tu yêu giả này vừa nhìn thấy một màn lúc trước, liền biết phải làm thế nào. Không đợi Hàn Lập mở miệng, đã giải trừ cấm chế trên tiểu kiếm, ném cho Hàn Lập. Cứ vậy trong chớp mắt công phu, trong tay Hàn Lập chỉ còn hai linh quả. Hàn Lập đem một quả thu lại, sau đó lại hướng hộp ngọc về phía mặt đất trước mặt mọi người, bản thân chỉ đứng ở một bên lạnh nhạt nhìn. Với hắn mà nói, loại linh quả này chỉ cần một quả cũng đủ, nhiều hơn lại không phải là chuyện tốt, hắn làm ra hành động thức thời, khiến đám người kia sừng sốt, nhìn về phía hàn ánh mắt không khỏi nhu hòa bây giờ còn một linh quả không bằng chúng ta tranh đua thế nào ai ra nhiều linh thạch quả này sẽ về tay người đó cạnh tranh linh thạch sau đó phân chia cho các đạo hữu còn lại lũng đông ho nhẹ một tiếng đề nghị hư lũng đạo hư tính toán thật quá tốt ai chẳng biết lũng ra các người giàu nước đố đổ vách bốn người bọn ta dù có cộng lại linh thạch cũng không nhiều bằng các hạ bạch mi thanh niên hừ lạnh một tiếng sắc mặt trầm xuống cự tuyệt a à, vị đạo hữu này có ý kiến gì hay hơn? Huyết chi thanh niên cũng không tức giận, ngược lại nói. Người nào muốn được linh quả, đương nhiên là đổi vật lấy vật. Mặc kệ là linh dược, hay tài liệu, chỉ cần xuất ra đủ cho những người còn lại chia, hơn nữa giá trị cũng lớn hơn, lúc này có thể lấy đi linh quả cuối cùng này. Mấy vị cảm thấy thiếp thân nói như vậy có hữu lý. Du hồng ngón tay vén mấy sợi tóc trước mặt, quyến rũ cười rộ lên. Bạch mi thanh niên nghe vậy, gật đầu. Bạch bào thiếu nữ nghiêng đầu suy nghĩ, con mắt hơi đổi tỏ vẻ đồng ý. Hàn lập không có ý tứ phản đối, tiểu tiên tử nói vậy cũng có đạo lý, vậy cứ theo lời tiên tử vậy. Lũng đông trong lòng không muốn, nhưng bốn người đã đồng ý, chỉ có thể miễn cưỡng cười chấp nhận. Một lúc sau, một luồng ánh sáng xanh bay lên hơn 10 trượng, hiện ra trên không trung đỉnh núi, sau đó run lên, hóa thành một đạo ánh sáng xanh bắn về phía xa. Vài cái hô hấp, liền bay ra xa địa phương ngoài trăm trượng, chớp nhoáng vài cái, rồi biến mất không còn bóng dáng. Hàn Lập ngồi trên phi xa, chậm rãi thưởng thức một đoạn viên mộc xanh tươi trong tay. Đoạn viên mộc này dài chừng nửa thước, nhưng mặt ngoài trong suốt, toàn thân toát ra linh quang, cẩn thận nhìn lại, bên trong còn ẩn chứa một chút sợi màu bạc chớp động không thôi. Bích Linh Mộc, thúc giục thứ này thời gian lâu một chút, có khi có chỗ hữu dụng. chương 1364, thành nhỏ, Linh Quả cuối cùng, lại ngoài ý muốn rơi vào tay bạch bào thiếu nữ. Nàng cũng rất dứt khoát, một hơi đem từ trên người ra số lượng kinh người tài liệu quý hiếm, sau đó chia làm bốn phần tùy mọi người lựa chọn. Thiếu nữ có thể ra tay hào phóng như vậy, cho dù là Lũng Đông cùng thiếu phụ Hắc Phượng tộc cũng tự nhận không thể xuất ra lượng tài liệu lớn bằng, chỉ có thể không cam lòng đem linh quả tặng cho thiếu nữ. Đoạn nhỏ bích linh mộc vạn năm này chính là một trong những tài liệu hàn lập lựa chọn. Đoạn viên mộc này không nặng lắm, thủy hỏa bất xâm, là một trong những tài liệu thích hợp để khắc pháp trận, hơn nữa càng lâu năm còn có thêm năng lực phòng hộ ngũ hành nhất định, cho nên linh mộc này thường dùng để luyện chế pháp khí kiểu lớn, là tài luyện tốt nhất để luyện chế thị linh chu, phi toa, thú xa đằng. Hàn lập thường thức linh mộc trong chốc lát, sau đó thu lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn xung quanh một cái. Giá lượng phi sa là do lũng đông đưa ra, tuy rằng độ dễ chịu cùng ẩn nấp xem ra kém hơn so với linh vân chu lúc trước, nhưng tốc độ phi hành lại nhanh hơn. Lại nói, sau khi gặp phải thượng cổ thú cường đại, tính toán ra Linh Vân Chu dù có trận pháp ẩn nấp cũng không có nhiều tác dụng. Nếu đã như vậy, còn không bằng lấy chiếc phi xa có thể bay nhanh này, càng thích hợp hơn. Đụng phải phiền toái nho nhỏ, bằng vào tốc độ phi xa trực tiếp chạy xa là được. Lúc này phi xa ở trên không trung hóa thành một bóng xanh, dùng tốc độ kinh người lướt đi. Mấy người còn lại, trừ lũ đông điều khiển pháp khí phi hành, còn lại tất cả đều ngồi trên phi xa yên lặng không nói. Hàn lập ánh mắt vừa thu lại, bỗng nhiên rơi vào trên người bạch bào thiếu nữ gần đó, hai mắt hơi nheo lại muốn nói bên trong đám người hắn kiên kỵ cùng khó đoán nhất chính là vị nữ tử tu vi thoạt mình rất bình thường này nàng nhìn tuổi còn nhỏ hơn nữa ngôn ngữ nói chuyện cũng giản dị dị thường nhưng người đã luyện đại diễn quyết tới cực hạn như hàn lập thần giác linh cảm đã linh mẫn tới mức không thể tin nổi trung quy vẫn cảm thấy nàng đem lại áp lực lớn nhất cho hắn trong đám người thậm chí so với cái gọi là chân linh thế gia huyết trí thanh niên bộ dáng còn thần bí hơn vài phần chính lúc hàn lập đang âm thầm cân nhắc ngồi xếp bằng ở bên kia, thiếu nữ đang nhắm mắt, bỗng nhiên trợn mắt, vừa lúc cùng Hàn Lập đối nhãn. Hàn Lập trong lòng dùng mình, chưa kịp phản ứng, thiếu nữ đã che miệng cười khẽ. Hàn Lập xấu hổ cười ha ha vài tiếng, lập tức ngoảng mặt đi chỗ khác. Vì vậy, hắn không thấy được trên mặt thiếu nữ hiên lên vẻ nghiền ngẫm. Nửa tháng sau, hành tình của bọn họ cũng cực kỳ thuận lợi, không gặp chút phiền toái. Điều này làm lũng đông cùng thiếu phụ âm thầm thở vào một hơi, trong lòng mong đợi đoạn đường phía sau cũng thuận lợi như vậy. Mấy ngày sau, cảnh sát xung quanh biến đổi, phía trước xuất hiện một mảnh sa mạc màu vàng chanh, từng trận gió nóng thổi vào mặt. Sa mạc chẳng lẽ chúng ta một đường thẳng tới Nam Cấn? Bạch Nghi thanh niên trong mắt hiện vẻ ngạc nhiên không sai, nơi này chính là Nam Cấn đại sa mạc, cũng là một đường tới một tộc táng không thể dễ dàng vượt qua. Lũng đông giọng nói trầm xuống, đã sớm nghe qua nơi này chẳng lẽ chân tướng như lời đồn không thể vượt qua sa mạc này nơi này thường xuyên có một tộc cùng ảnh tộc tới lui vẫn là có chút nguy hiểm thiếu phụ quan sát một lát mày đậm nhíu lên tiểu tiên tử nơi này tuy rằng hoàn cảnh ác liệt một chút nhưng so với hai đường còn lại còn an ổn hơn về phần vượt qua là không có khả năng hai bên sườn sa mạc này một bên là thái thú sơn mạch rất nổi tiếng bên trong có vô số cao dai cổ thú Bên kia cùng thêm hung hiểm là giao uyên đại hạp cốc, bên trong là căn cứ của ác giao cấp ngoài luyện hư, giao vương hợp thể kỳ có hơn 10 con. Càng đừng nói đến giao long thường, vô luận chúng ta hay hai dị tộc, cũng không dễ dàng trêu chọc đám ác giao này. Chúng ta có vài tên tu sĩ hóa thần kỳ, như thế nào dám đi qua. Ba khu vực này rất lớn, nơi xa hơn một chút chúng ta còn bị dày vò bởi niên hứa thời gian mới có thể đi qua. Hiện tại đại chiến tùy thời đều có thể nổ ra, mức thành công quá nhỏ như vậy không có khả năng làm cho chúng ta lừng chừng thời gian dài như vậy. Lũng đông cười khổ giải thích, thì ra là thế, bất quá ta cũng nghe nói, xa chấm này tựa hồ là nơi thí luyện có hai gia tộc kia. Bạch bào thiếu nữ đột nhiên xen miệng vào, ta trước khi xuất phát, trưởng bối trong tộc cũng đã dặn dò qua. Bạch mi thanh niên đồng dạng cẩn thận hẳn lên, nếu thật như thế, phía sau không nên dùng phi xa này phi hành. Nó là một mục tiêu lớn, dễ thu hút sự chú ý chúng ta tốt nhất là ẩn thân đi tới đi, phỏng chừng cho dù tất cả thuận lợi, cũng không phải nửa tháng thời gian là có thể xuyên qua sa mạc này. Lũng Đông cân nhắc một lượt, nói, cứ theo lời đạo hữu thiếu phụ nghĩ, sau đó trao đổi ánh mắt với bạch mi thanh niên một chút, cùng nhau đồng ý. Tại hạ không có ý kiến, bất quá phi sa này đúng thực quá thu hút sự chú ý. Hàn lập cười nói, chỉ có bạch bào thiếu nữ lộ ra bộ dáng không sao cả. Vì vậy sau khi mấy người thương nghị, đều phi thân ra, để huyết trí thanh niên thu lại pháp khí đoàn người liền thi pháp ẩn thân cô cùng cẩn thận tiến vào sa mạc xâm nhập vào sa mạc không bao lâu hàn lập liền cảm thấy sa mạc này có chút dị thường hình như rất nóng hơn xa những sa mạc trước kia hàn lập từng đi qua cho dù hắn phi hành trên tầng trời thấp vẫn có thể cảm thấy từ mặt đất phả là từng trận hơi cực nóng như không phải đang đi trên sa mạc mà như đứng trên ngọn núi lửa vậy hàn lập che mắt nhìn bảy vầng sáng lập lòe trên cao lại cúi đầu nhìn mặt đất một chút một tay hướng phía dưới, nhất thời một quả băng chùy bắn nhanh xuống. Kết quả băng chùy này chưa tới mặt đất đã ngay lập tức bị nung chảy hóa thành hơi nước, tan biến mất. Nhìn đến cảnh này, Hàn Lập khẽ thở dài. Hàn đạo hiểu, người còn chưa biết, nam cấn sa mạc này phía dưới vốn là một mảng miệng núi lửa. Bạch quang chợt lóe, bạch bào thiếu nữ hiện ra bên cạnh, cười dài nói. Phải không, tại hạ đối với nơi này không rõ lắm, Hàn Lập mặt không đổi sắc trả lời nghe nói năm đó thiên phượng một thân đầy đủ phong thổ song thuộc tính cùng với hỏa ngạc cấp chân linh ở mảnh núi lửa này đại chiến hơn một tháng dòng kiên quyết bằng vào thần thông đưa vô tận bão cát tới che lấp mảnh núi lửa này lúc đó mới hình thành sa mạc thiếu nữ tựa hồ vô cùng hiểu rõ thản nhiên nói ta bảo sa mạc này sao lại quỷ dị như vậy thì ra là thế bất quá tồn tại thần thông cấp chân linh thật sự làm người ta khó tin hàn lập thì thào một câu như nói với thiếu nữ lại như hỏi chính mình Đúng vậy, tu sĩ nhân tộc dù tu luyện tới cánh giới đại thừa, có lẽ chỉ có thể cùng tu sĩ bình thường tranh đấu, nhưng gặp chân long thiên phượng tồn tại cường đại cấp chân linh này, vẫn là chỉ có thể đứng xa mà ngưỡng mộ. Thật không hiểu một người nếu nắm giữa thần thông chân linh, có loại tư vị gì. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, lại nói ra một câu như vậy, sau đó không để ý đến hàn lập, độn quang tiến về phía trước. Hàn lập nhìn bóng dáng thiếu nữ, trên mặt xuất hiện một tia khác thường, nhưng lập tức khôi phục như thường, tiếp tục độn đi. Mười ngày sau, đám người Hàn Lập liên tục phi độn dưới tầng trời thấp, cho dù nhóm hắn đều là tu vi hóa thần kỳ, nhưng ở nơi cực nóng này bay thời gian dài, cũng có chút mệt mỏi. Thêm nửa ngày lộ trình nữa, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lũng đông đi phía trước ngoảnh lại nói với mọi người, ân, đích xác cần nghỉ ngơi, khôi phục pháp lực. Thiếu phụ gật đầu, trong lời nói có chút huệ hoài. Gì, kia là cái gì? Ở một bên truyền tới giọng hô nhỏ, vô cùng kinh ngạc. Nghe giọng nói đúng là bạch mi thanh niên. Hàn Lập nghe vậy, theo bản năng nhìn qua, kết quả phía xa trống trơn, chẳng thấy vật gì. Lông mày nhướng lên, một lỗ thần niệm khổng lồ lập tức quét qua, kết quả trên mặt hiện ra vẻ quái dị. Lúc này đám người lũng đông cũng dùng thần thức đảo qua, mọi người đều có biểu tình không khác Hàn Lập là mấy, đồng dạng đều cổ quái. Nơi này sao lại có thành lũy, còn có nhân tộc? Chúng ta không có nhìn lầm chứ? Giọng nói Hàn Lập có chút là lạ, vừa rồi thần niệm mọi người sau khi đảo qua, ở địa phương cách bọn họ mười dặm, rõ ràng xuất hiện một cái ốc đảo, trung tâm ốc đảo lại có một thành nhỏ, bên trong có không ít người cùng với tu sĩ. Nơi này hẻo lánh như vậy, gần dị tộc, sao có thể có nhân tộc của chúng ta, có gì đó không ổn, thiếu phụ hai mắt vừa động, hoài nghi nói, lũng đông nghe xong nhướng mày, sắc mặt âm tình bất định cũng không có tiếp lời. Chúng ta dùng hóa thân ẩn thân qua nhìn kỹ rồi hãng nói. Bạch mi thanh niên nhìn ốc đảo, đột nhiên nói. Sau đó thanh niên một tay sờ đầu, một đạo hư ảnh chợt lóe, một chim ưng nhỏ phá không bay ra, toàn thân đen thui, xoay tròn một cái liền bay tới thành nhỏ. Bạch mi thanh niên hai mắt nhắm lại, thần niệm liên hệ với chim ưng nhỏ, phòng ngừa có gì ngoài ý muốn. Thiếu phụ cùng lũng đông lướt nhau vài cái, tựa hồ cũng hiểu được tốt hơn là điều tra một chút, nên không có ngăn cản bạch mi thanh niên. Hàn lập nhìn về phía thanh nhỏ, trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Bạch bào thiếu nữ cũng cảm thấy hứng thú nhìn xa không nói gì. Chim ưng nhỏ kia tốc độ cực nhanh, Thời gian gần uống xong chén trà đã về. Trong lúc chim ưng nhỏ nhoáng lên một cái lại chui vào sau đầu Bạch Mi thanh niên, thanh niên mở hai mắt không sai, thành nhỏ này đích thật có nhân tộc, bên trong còn không ít cao giai tu sĩ, hóa thần kỳ có tám vị, ngoài luyện hư kỳ không có. Bạch Mi thanh niên giọng điệu chắc chắn nói, vừa nghe lời này, những người khác đương nhiên là kinh ngạc. Không cần phải xen vào thành nhỏ này, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm, không nên nhiều chuyện. Hàn Lập nhàn nhạt nói, làm như vậy không được. Việc này có chút kỳ quái, nói không chừng trong sa mạc có địa sự gì, chúng ta vẫn là cẩn thận hỏi rõ ràng, sau đó mới đi tiếp là tốt nhất. Đỡ phải chui đầu vào nguy hiểm nào đó, Lũng Đông lắc đầu nói, chương 1365, ma ảnh tái hiện. Nghe Lũng Đông nói vậy, Hàn Lập tinh quang trong mắt chập lẽ, nhưng không nói gì thêm, thiếu phụ cùng bạch mi thanh niên trao đổi ánh mắt một chút, tựa hồ cảm thấy có lý, không mở miệng phải đối. Nhưng bạch bào thiếu nữ chấp chấp đôi mắt đẹp, bỗng nhiên mở miệng nói, loại địa phương này lại có tu sĩ xuất hiện thật sự có chút quỷ dị chúng ta nên vòng qua đừng tự tìm phiền toái nhưng mà bởi vì nơi này có chút quỷ dị mới cần biết nguyên do rõ ràng cùng lắm thì không tiến vào thành chỉ ở bên ngoài thành hỏi thăm một chút vạn nhất phải biến cố gì cũng không e ngại lý huynh không phải vừa nói sao trong thành không có tu sĩ ngoài luyện ngư mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi vào nhất tuyến thiên hoàn cảnh bên đó cực kỳ hiểm ác mặt khác không biết có nguy hiểm không tên gì xuất hiện ở phụ cận. Nếu chúng ta thực sự toàn bộ ngã xuống ở bên trong, mọi người vẫn cẩn thận là trên hết, Lũng Đông Thần sắc vừa động, nhưng suy nghĩ trong chốc lát vẫn lắc đầu. Nghe Lũng huynh nói vậy, thật sự có vài phần có lý. Như vậy đi, chúng ta ở xa quan sát một phen, trước không nên kinh động tu sĩ bên trong. Nếu không có vấn đề, hiện thân sau cũng không muộn. Tiểu Hồng nói ra một cái đề nghị trung hòa hai ý kiến. Vậy cũng được khá ổn thỏa. Lũng đông tựa hồ cũng thấy cách này không sai, gật gật đầu. Hàn lập sờ sờ cầm, bạch bào thiếu nữ thản nhiên cười, hai người đều không mở miệng lại. Vì vậy phương hướng mấy người biến đổi, ẩn nấp độn quang, không chút dấu vết tiến về thành nhỏ. Lấy tu vi mấy người cho dù đã kìm hãm tốc độ lại không ít, nhưng khoảng cách mấy trăm dặm, chỉ mất có một lát công phu. Xa xa trên mặt đất đã thấy một chút màu xanh, lại gần thêm, thấy rõ ràng hơn. Thật sự là một cái ốc đảo diện tích không nhỏ, bốn phía không chỉ có cây cối, trung tâm thậm chí còn có một hồ nước phạm vi vài dặm. Mà bên cạnh hồ nước có một thành nhỏ, bốn phía bao quanh bởi tường đá, chỉ tại hướng bọn Hàn Lập có một cánh cửa cáo 10 trượng, ở cửa thành có hơn 10 tên lính mặc ái dài màu vàng, đều là tu sĩ trúc cơ kỳ không sai biệt lắm. Mà bên ngoài thành nhỏ, gần hồ nước, có một ít phàm nhân không chút pháp lực, đang đi đi lại lại, dường như gieo trồng cái gì đó. Hàn Lập độn quang thêm một chút, sau đó dừng lại thả thần niệm đảo qua thành nhỏ bí ẩn dị thường này. Đám người lũng đông thấy vậy, cũng đều tự thi triển bí thuật bắt đầu dò xét. Không sai, những người bên trong là nhân tộc không phải giả, vô luận là phàm nhân hay tu sĩ đều không có vấn đề gì. Trong thành có không ít tu sĩ, hóa thần có tám vị. Luyện hư cấp không phải không có, chỉ là ẩn giấu khí tức đi, bây giờ còn chưa thể phát hiện. Tiểu Hồng thi triển bí thuật dò xét xong, sau đó mới mở mắt cẩn thận nói. Thoạt nhìn tất cả đều bình thường, các đạo hữu khác có phát hiện gì không? Lũng đông mắt nhìn thành nhỏ, Lát sau quay lại hỏi, thành này bốn phía không có dao động của cấm chế, phụ cận dường như không bố trí pháp trận gì, hơn nữa các đạo hữu có phát hiện ra hay không? Nơi đây nhiệt độ giảm đi nhiều, không nóng bức như trước nữa. Bạch Mi thanh niên sau khi quan sát cũng nói, đích xác có chút dị thường, nhưng nơi này nếu có thể có ốc đảo chính là một việc khó thể tin nổi, bằng vào những thứ này chưa nói lên điều gì. Thiếu phụ trầm ngâm nói, sao phải phiền toái như vậy, mấy vị đạo hữu vào trong thành xem qua một chút là biết có thể hay không. Một giọng nói xa lạ bỗng truyền tới từ trên đỉnh đầu. Đám người hàn lập cả kinh, không chút lưỡng lự bóng người trượt lóe, mấy người lập tức giải tán, hiện ra bên ngoài hơn 10 trượng, sau đó hướng lên trời cao nhìn lại. Chỉ thấy không biết từ khi nào đã xuất hiện một lão niên đạo sĩ mặc áo dài tím, mặt mũi hiền lành, hiền hòa nhìn về phía họ. Nhưng làm cho đám người run sợ chính là, đạo sĩ này cư nhiên là một gã luyện hư trung kỳ, cũng may đối phương là tu sĩ nhân tộc, nếu không chỉ sợ phải chạy trốn dài dài. Lũng đông nhìn về phía đạo sĩ, giật mình vô cùng, trong mắt hiện lên chút thất vọng. Chào tiền bối, không biết tiền bối là ai, sao lại ở đây? Tiểu hồng hít sâu một hơi, kính cần hỏi, nguyên lại là đạo hữu hắc phượng tộc, lão phu là tử vân thượng nhân, thành này là do bộ tộc của lão phu dựng lên. Chư vị dù có gì nghi hoặc, nhưng nơi đây không phải nơi nói chuyện, chúng ta vào thành trước thế nào? Lão niên đạo sĩ mỉm cười, tay làm một cái thế mời. Tử vân thượng nhân, thiếu phụ thấy đối phương mới liếc mắt liền nhận ra lai lịch mình, không khỏi hoảng sợ, lập tức liếc mắt với lũng đông. Hai người đều cảm thấy cái tên này rất xa lạ, dường như chưa từng nghe qua, đối phương nói như vậy, khiến họ có chút trần chờ. Chư vị đạo hữu không cần do dự, lão phu luôn ẩn cư, rất ít giao tiếp với người khác, cho nên hãn hữu mới có người nghe qua tên lão phu. Mấy vị đạo hữu đang muốn đến nhất tuyến thiên đi, nếu như vậy, càng nên nghe lão phu giải thích một phen. Nhất tuyến thiên vừa qua có chút biến cố, mấy vị đạo hữu cứ vậy mà thẳng tiến, có thể có hung hiểm a. Lão đạo sĩ tựa hồ nhìn ra vẻ băn khoăn của đám thiếu phụ, vẻ mặt ôn hòa nói. Vừa nghe tử vân thượng nhân nói, đám người lũ đông dù lòng cảnh giác vẫn chưa hết, nhưng trong lòng cũng buông lòng, lại nghe đến chuyện nhất tuyến thiên, sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu tiền bối đã nhiệt tình như vậy, bọn vãn bối từ chối là bất kính. Lũng đông tuy rằng trong lòng không muốn thay đổi chủ ý, ban đầu không nghĩ vào thành, nhưng một gã luyện lư kỳ khách sao mời như vậy, vô pháp nói ra lời cực tuyệt, chỉ có thể kiên trì đồng ý. Thấy Lũng Đông nói vậy, đám Hàn Lập cũng không có gì dị nghị, chỉ có thể thi lễ với lão đạo sĩ, mở miệng đáp ứng. Vị tử vân thượng nhân này trên mặt càng tươi cười hòa ái, độn quang xuống dưới, mang mọi người đi tới cửa thành. Mọi người thấy vậy, cũng không khống chế độn quang bay theo, thi triển thân thuật, bám sau lão đạo sĩ. Nhìn khoảng cách rất xa, nhưng vì mọi người bay nhanh, không lâu sau đã đến phụ cận ốc đảo thậm chí ngay cả vài đứa trẻ bên cạnh hồ nước đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Khiến mấy vị đạo hữu chê cười, bộ tộc Lão Phu không lâu trước mới đến đây, trong tộc không ít phàm nhân đệ tử mang theo con nhỏ tới. Nơi đây vật dụng hơi thiếu thốn, nhưng linh quả hiếm thấy lại không ít, chư vị nhất định phải nhấm nháp một chút. Đạo sĩ mỉm cười, giải thích với mọi người, lũng đông cùng thiếu phụ lúc này mới giải được nghi hoặc. Lát sau, mọi người đã tới cửa thành, thủ vệ trúc cơ kỳ hướng mọi người thi lễ, sau đó chia ra hai hàng nhường đường lão đạo sĩ vung tay sau đó đi trước dẫn đường đám người lúng đông đảo qua mấy người thủ vệ thấy trừ vẻ mặt cung kính không có gì khác thường hơi do dự một chút rồi bước theo hàn lập mặt không đổi sắc chậm rãi đi qua hai hàng chúc cơ tu sĩ tất cả đều bình thường như vậy nhưng lúc này bỗng nhiên trên không trung truyền đến một tiếng thanh minh một đoàn lửa bạc đột một bắn ra ẩm một tiếng đánh lên người một tu sĩ bên cạnh ngọn lửa màu bạc bùng lên dữ dội bao vây người kia ở bên trong. Đám người thiếu phụ trợn mắt há mồm, các hạ là ý gì, lão phu có lòng tốt chiêu đãi các ngươi, người dám ra tay với vãn bối của bần đạo. Đi phía trước lão đạo biến sắc hét lớn một tiếng, thân hình chập lẽ, hiện ra trước mặt hàn lập, một tay vừa nhấc, một bàn tay bằng hồng quang lớn liền chụp xuống. Hàn lập vốn khó hiểu, nhưng khi ngọn lửa bạc kia trùm lấy tên trúc cơ tu sĩ kia, lập tức hiểu rõ, nhưng lúc này, bàn tay lớn kia đã chụp xuống, một cỗ lực lượng vô hình khiến thân thể cứng nhắc, đột nhiên áp xuống. Nếu là tu sĩ thường, lúc này không nói thoát thân, chỉ sợ miệng cũng còn không kịp kêu một tiếng. Nhưng Hàn Lập là pháp thể song tu, hơn nữa còn được long dung quả, thiên thi châu, bí thuật thối cốt quyết đằng cải tạo, cho dù bất động dùng phạm thánh chân ma công, thân thể so với bạch mi thanh niên và du hồng còn cứng rắn hơn. Dưới tình huống này, đối với tu sĩ bình thường sẽ rất khó khăn, nhưng hắn chỉ nhún đầu vai nhoáng lên một cái, thân hình uốn éo, liền tiêu thất tại chỗ, ngay sau đó, dùng thân pháp quỷ dị hiên ra ở phía xa hơn 12 trường. Đây đúng là thân pháp tật phong cửu biến, lấy tu vi cùng thân thể hiện tại của hắn, cho dù không dùng phong lôi xí, cũng dễ dàng thi triển thân pháp này. Đi mau, bọn họ đều bị ảnh tộc dùng làm con rối phụ thể. Hàn lập trong lúc thoát thân, trong miệng giống lớn, lập tức thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi. Cùng lúc đó, tu sĩ bị lửa bạc bao phủ chu lên một tiếng thống khổ, đột nhiên trên người hắn bắn ra một đạo bóng xám. Nhưng cái bóng này liền bị lửa bạc cuốn lấy, trong nháy lửa bạc mắt bùng cháy, bị cắn nuốt sạch sẽ. Từ khi Hàn Lập bắn ra lửa bạc, sau đó bị lão đạo sĩ đột nhiên ra tay công kích rồi xảo rượu đào tẩu, bất quá chỉ là chớp mắt công phu. Đám người thiếu phụ đầu tiên là không hiểu ra sao, chưa biết làm gì, lại nghe được cảnh báo của Hàn Lập, liếc mắt nhìn qua cái bóng bên trong ngọn lửa, biết ngay xảy ra chuyện gì, sắc mặt tái nhợt. Đi, hét lớn một tiếng, bốn người linh quang bao phủ toàn thân, cũng hóa thành bốn đạo kinh hồng bắn lên không trung. Lão đạo sĩ thấy Hàn Lập chạy thoát trong tay mình, cũng là ngẩn ra, lại thấy bốn người kia chạy trốn, lúc này trong mũi hử lạnh, tay áo hướng một đạo độn quang phất mạnh một cái. Đột nhiên trong tay áo vô số hồng ti bắn ra, liền gắt gao quấn lấy đạo độn quang kia, sau đó kéo về, cứng rắn đem đạo độn quang từ không trung kéo xuống. Linh quang tán đi, bên trong đám hồng ti, hiện ra chủ nhân độn quang đang kinh sợ vô cùng chương 1366, thận thú, dĩ nhiên là lấy mạng bạch mi thanh niên. Giờ phút này quanh thân hắc điểu mang chấp động, liều mãng ngăn cản hồng ti, nhưng hồng ti không biết là vật gì, mặc cho hắc điểu công kích không dừng nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Lão đạo thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ giữ tợn từ từ hướng về phía bạch mi thanh niên. Mà lúc này trong thành lại truyền ra tiếng khóc oai oán, từ giữa thành bỗng nhiên bay ra mấy đạo độn quang màu sắc khác nhau, thẳng đến nơi đây. Nhìn thấy cảnh này, bạch mi thanh niên trên mặt vẻ kinh hãi chợt lóe trong miệng phát ra một tiếng giống to trên người hắc mang lưu chuyển một trận cực nhanh hình thể tăng vọt đồng thời sau lưng hiện ra một đôi cánh đen thùi hai tay nhoáng lên một cái hóa thành một đôi thiết chảo thấy tình thế thấy tình thế không ổn nháy mắt biến thành hình thái nửa yêu dường như muốn liều mạng đối với yêu tộc mà nói chân chính sức mạnh của họ là sự mạnh mẽ của thân thể huyền bộ tộc huyền ưng nếu có thể liệt danh là một trong bảy đại yêu tộc tất nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ lợi chảo run lên, đầu ngón tay đột nhiên thả ra đạo hắc mang dài hơn thước, xung quanh phóng ra, hồng ti đang trói quanh thân tất cả đều đứt ra. Bạch mi thanh niên thấy vậy, trong lòng mừng như điên. Hắn tin tưởng, chỉ cần đem tất cả hồng ti quanh thân chặt đứt, có thể thi triển độn thuật của huyền ưng bộ tộc để chạy thoát. Nhưng không chờ hắn tiếp tục huy động, một màn trước mắt lại làm cho hắn sắc mặt đại biến, một tia huyết sắc cũng không có. Hồng ti bị chém đứt chợt lóe, lại liên tiếp khôi phục như lúc ban đầu lão đạo trên mặt lộ ra vẻ châm chọc thân hình mơ hồ liền quỷ dị hiện ra tại phía trước bạch mi thanh niên tiếp theo hắn một tay sờ vào phía sau đầu một đạo tiên hồng ảnh chậm rãi hiện lên xích ảnh người quả nhiên là người của ảnh tộc vừa thấy xích bạch mi thanh niên hoàn toàn tuyệt vọng ở ảnh tộc xích ảnh chính là tương đương với tu sĩ luyện hư cấp làm sao có thể thoát khỏi hắn được ngươi biết là tốt rồi nhục thể của ngươi bản tôn sẽ thu lại yên tâm đồng bạn của ngươi một tên cũng không chạy thoát được đâu sau đó ta sẽ cho đi cùng ngươi lão đạo trong mắt hồng quang chợt lóe, truyền ra âm thanh xa lạ dị thường, lập tức xích ảnh trên đầu chợt lóe, hung hăng đánh về phía thanh niên. Đồng thời Hồng Ti Nguyên bản đang quấn lấy Bạch Mi thanh niên liền xuyên thủng hắc mang hộ thể của hắn. Bạch Mi thanh niên vốn lực lớn vô cùng, giờ phút này cũng vô pháp nhúc nhích xuống. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xích ảnh bay đến, đừng có mơ tưởng, Bạch Mi thanh niên biết tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi, nhất thời một cố ý bỗng nhiên trào ra cuồng, đột nhiên cắn răng một cái đem đầu lưới cắn đi miệng hé ra một cỗ máu đen sen lẫn một hạt trâu màu đen văng lên hạt trâu sau khi bay ra hai mắt thanh niên bỗng nhiên ảm đạm không ánh sáng da thịt cũng khô quát co rút lại nháy mắt hóa thành một lão giả đầu bạc ngọc trâu này chính là yêu đan mà bạch mi thanh niên khổ tu nhiều năm viên trâu tản mát ra hơi thở cực kỳ cuồng bạo hình thể sau khi co rúm lại bỗng nhiên tự bạo ra lão đạo sắc mặt cả kinh hai chân vừa động thân hình nhoáng lên một cái bắn ngược mà quay về một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến, một đoàn hắc sắc quang xuất hiện, sau khi chấp lên một cái liền lớn lên hơn 10 trượng, khuếch tán mà đi, cuồng phong gào thét, hoàng sắc phong long hướng về mọi phía. Lão đạo nhoáng lên một cái đã ở hơn 10 trượng xa, hai mắt nhìn lên. Âm một tiếng, phụ cận bắn ra một đạo hồng ảnh thô to, cắm vào hắc sắc quang đứng giữa, sau đó như chấp liền co rụt lại. Cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, hoàng sắc phong long biến mất, hắc sắc quang và bạch mi thanh niên biến mất tại chỗ, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Lão đạo lúc này mới buông lỏng một hơi, nhưng ngay lập tức trên mặt hiện ra một tia tức giận. Bạch mi thanh niên ở cấm chế này lại vẫn có năng lực tự bạo yêu đan, thật đúng là ngoài dữ liệu của hắn. Đúng lúc này, mấy đạo độn quang sau khi xoay quanh một cái hiện ra tám gã tu sĩ. Có chút ngoài ý muốn, bọn họ không có vào. Xem ra có chút phiền phức, nhưng ta đã âm thầm thả ra ảnh hương, bọn họ có thể đủ kéo dài được mấy giờ. Ta sẽ tự mình truy sát tên kia, các người xuất phát mặt khác đem ba gã còn lại tiêu diệt đi lão đạo âm trầm phân phó. Vâng, tôn giả tám gã tu sĩ không người đáp, lập tức hóa thành ba đợt độn quang, thẳng đến ba phương hướng phá không mà đi. Mà lão đạo không có lập tức bay đi, miệng hé ra, phát ra tiếng giống không ngừng, không khí phụ cận ông ông tác hưởng, thẳng hướng lên chín tầng mây. Lập tức một tay hắn hướng về phía cửa thành phẩy một cái. Nhất thời chỗ cửa thành trên người mấy tu sĩ trúc cơ bay ra hơn 10 đạo bóng xám, những tu sĩ kia thân mình lập tức ngã xuống đất. Tiếp theo một màn này khó có thể tin xảy ra, hồ nước cùng những người phàm tục kia tán loạn biến mất. Tiếp theo toàn bộ thành nhỏ nhoáng lên một cái, vô số hắc khí từ các nơi dâng lên, vô luận mặt đất hay là tường thành, trong nháy mắt đều bị che đậy ở tại trong hắc khí. Một âm thanh chói tai trong hắc khí nặng nề truyền ra. Tiếng giống trong miệng lão đạo dừng lại, mặt không chút thay đổi hướng về phương hướng hắc khí vung tay. Cuồng phong gào thét, trong nháy mắt đem hắc khí thu lại. Trước mắt hiện ra một con quái thú song đầu thân dài hơn 10 trượng, đầu rắn thân ếch, con mắt màu đỏ quay tít, làm cho người ta giận cả tóc gáy. Phập một tiếng, kim sắc xà thủ miệng hé ra, từ bên trong phun ra một khung xương. Bạch mi thanh niên vừa rồi tự bạo yêu đan, thành trì cùng phàm nhân, tất cả đều bị con thú này nuốt một ngụm, hơn phân nửa tu sĩ cũng là quái thú biến ảo mà thành. Lão đạo thân hình nhoáng lên một cái, bỗng nhiên biến mất tại chỗ rồi lại hiện ra trên đầu của quái vật. Đi lão đạo lạnh lùng phân phó cự thú hai chân hướng không chung nhảy, liền biến thành một cỗ hắc khí phá không mà đi. Phương hướng truy tung rõ ràng là chỗ hàn lập bỏ chạy. Một đạo xích hồng bắn nhanh, bên trong hồng quang là một thiếu phụ xinh đẹp. Bỗng nhiên thiếu phụ biến sắc, tay áo rung lên, trong tay xuất hiện một ngọc bài màu xanh, trên ngọc bài được khảm một viên châu, nhưng hiện tại đã tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn bị hủy. Thiếu phụ hít một hơi, hướng trên viên châu bắn ra, phanh một tiếng, ngọc châu hóa thành một đoàn bạch phiến, biến mất không thấy. Nàng đem ngọc bài thu lại, toàn thân hồng quang đại phóng, độn tốc nhanh hơn ba phần. Nhưng chỉ sau một lát, nàng biến sắc, ở phía sau linh quang chợt lóe, hiện ra lưỡng đạo độn quang bay tới. Độn tốc cực nhanh, so với thiếu phụ nhanh hơn không chỉ nửa điểm. Thiếu phụ sắc mặt âm tình bất định, mắt thấy mặt sau càng đuổi càng gần, trong mắt hàn quang chợt lóe, độn quang dừng lại, hư không huyền phù ngay tại chỗ. Sau vài cái chấp động hai đạo độn quang đã đuổi sát tới, cách hơn 10 triệu linh quang chấp động, một nam một nữ hiện ra hai người tuổi không lớn lắm nam anh tuấn hiên ngang nữ kiều diễm như hoa hơn nữa khuôn mặt cực kỳ tương tự nhưng hai người thần sắc đều đờ đẫn nếu biết đối phương là do ảnh tộc nhập vào thiếu phụ đối với dung nhan hai người tất nhiên là không thèm để ý chút nào lạnh lùng liếc mắt một cái không chút do so dự bấm niệm pháp quyết trong tay áo bỗng nhiên bắn ra hai luồng hắc sắc hỏa diễm sau khi biến hình liền biến thành hai hỏa điều thẳng đến phía đối diện hai người đánh tới đôi nam nữ thấy vậy hừ lạnh một tiếng, hai người đầu vai nhoáng lên một cái, từ phía sau lưng đồng thời bắn ra mấy đạo hôi mang, lao thẳng tới hắc sắc hỏa diễm diễm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hôi quang cùng hắc diễm nhất thời đan vào cùng nhau. Thiếu phụ lông mày nhướng lên, thân hình đột nhiên hướng trên mặt đất lăn một vòng, trên người hắc quang nhất thời đại phóng, chói mắt, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Tiếp theo một tiếng phượng minh truyền ra, một con linh điểu thật lớn theo hắc quang xông ra, sau khi xoay quanh, mở ra hai cánh thẳng đến phía đối diện mà đánh tới. Linh điểu toàn thân đen thùi sáng bóng, hai mắt trong suốt, rõ ràng là một con hắc sắc phượng hoàng thân dài ba bốn trượng. Đôi nam nữ phía đối diện thấy vậy, trên mặt cả kinh, sau khi liếc mắt một cái, đồng thời hướng trên đỉnh đầu sờ vào, nhất thời lưỡng đạo lục huỳnh bắn ra, lao thẳng tới hắc phượng. Linh khí đại phóng, tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng. Cơ hồ cùng lúc đó, ở một phương khác, lũng đồng đồng dạng bị hai gã tu sĩ đuổi theo. Đối mặt với việc lưỡng đạo lục ảnh trực tiếp lộ ra chân thân, mặt hắn hiện ra một tia châm chọc, trên người hoàng mang chợt lóe, hoàng sắc đồng giáp phủ hiện ra, sau lưng lập tức sáng người một đôi đồng cánh, hai tay trà sát, một kiện trường kiếm cổ quái đỏ đậm như máu hiện lên trong tay. Kiếm dài ba thước, đầu rồng thân phượng, toàn thân huyết quang lưu chuyển, giống như từ máu tươi ngưng tụ mà thành. Giờ phút này khóe miệng lúng đông cười nhẹ, thân sắc nghiêm nghị, trường kiếm nhắm ngay lưỡng đạo thanh ảnh mà vung lên vô thanh vô tức, nhưng phía đối diện thanh ảnh lại đồng thời phát ra một tiếng kêu rên, mặt ngoài thân thể hiện lên vô số bạch ti, linh quang chợt lóe, lưỡng đạo thanh ảnh nháy mắt biến thành vô số mảnh nhỏ. Huyết chí thanh niên trường kiếm trong tay vừa động, bạch ti lại lóe lên rồi biến mất, chương 1367, ác chiến sa mạc. Lũng đông nhìn có vẻ không mất nhiều sức lực tiêu diệt hai đạo lục ảnh. Hắn không nói không rằng đã dung mạnh thanh huyết kiếm trong tay. Lập tức thanh kiếm bị phân giã, hóa thành một luồng tinh huyết đỏ sẫm, men theo cánh tay cầm kiếm của hắn đi lên rồi biến mất trong tay áo. Hắn thở dài một hơi, đầu tiên trên mặt hắn hiện vẻ đỏ bừng rồi liền sau đó lại tái nhợt không có chút huyết sắc. Hắn nhanh chóng lấy từ trong túi chữ vật ra một bình thuốc đỏ sậm, lấy ra một viên đan dược đỏ tươi rồi ăn vào. Lũng đông không dám ở nơi này quá lâu, hóa thành một đạo độn quang phá không bay đi. Ở tại một nơi khác trong sa mạc, bạch bào thiếu nữ tiếu xinh xinh đang đứng trên đỉnh một cồn cát. Ở cách đó mấy trượng là bốn cái thi thể lạnh băng. Nhưng thi thể này hoàn toàn không có bất cứ vết thương nào nhưng lại cứ nằm ở đó, không chút sinh cơ. Thiếu nữ lặng yên vuốt vẻ một cái bình ngọc màu trắng, trên mặt hiện lên một nụ cười thần bí. Đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái đã hóa thành một đạo kim quang bay lên. Đạo kim quang chỉ chấp lên mấy cái đã biến mất vô tung vô ảnh. Ở một chỗ khác cách đó khoảng 10.000 dặm một đạo hồ quang thanh bạch đang cấp tốc độn quang trên không trung ở phía sau nó có một đoàn hắc khí cuồn cuộn đi theo nhìn tốc độ có vẻ không nhanh lắm nhưng không hiểu sao vẫn có thể theo sát phía sau không hề bị bỏ rơi lại hai người một trước một sau đuổi nhau gắt gao mấy trăm dặm đột nhiên đạo hắc khí phía sau chấn động rồi bỗng nhiên biến mất giữa không trung ngay cùng lúc nó biến mất thì đạo hắc khí đó lại xuất hiện giữa không trung cách đó gần một dặm rồi tiếp tục đuổi theo lập tức đạo hồ quang thanh bạch cũng tăng tốc hóa thành đường cong sáng trắng lại kéo giãn khoảng cách ra thêm một dặm hai người cứ như vậy đuổi nhau, mà trong đạo hồ quang thanh bạch có thể thấy mơ hồ một bóng người, trên lưng mọc một đôi cánh. Đúng là Hàn Lập, lúc này hắn đang nhíu mày, ánh mắt âm trầm dị thường. Trước đó không lâu, hắn phát lão đạo trong hắc khí đang đuổi theo phía sau. Hắn lập tức dùng phong lôi xí phối hợp với thân pháp tật phong cửu biến, phát huy độn thuật tới cực hạn nhưng chẳng biết đoàn hắc khí kia làm cái gì biến thành mà độn tốc nhanh vô cùng, hơn nữa cũng có thần thông thuấn di, Hai người đuổi bắt một quãng đường xa như vậy nhưng Hàn Lập vẫn không có cách nào bỏ rơi được nó. Vùng sa mạc này tuy khá lớn nhưng là nơi dị tộc thường xuyên hoạt động. Nếu cứ tiếp tục đuổi bắt như thế này, vạn nhất lại kinh động đến dị tộc thì rất có thể sẽ gây phiền toái lớn. Còn phương pháp đại tổn nguyên khí huyết ảnh độn thì lúc trước hắn đã dùng qua một lần, nếu không phải là lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn thi triển. Xem ra chỉ còn cách đánh một trận với người của ảnh tộc phía sau thôi đối phương có thể phụ thân vào tu sĩ luyện hư trung kỳ. Nếu như vậy thì địa vị đối phương trong tộc tuyệt đó là không nhỏ. Quá nửa là tồn tại luyện hư cấp như xích ảnh, tồn tại cai dai như thế, nếu là dị tộc khác thì có lẽ Hàn Lập còn có vài phần kiêng kỵ nhưng đối với ảnh tộc, các loại thần thông hắn nắm giữ để có thể khắc chế tộc này. Đúng là có một chút niềm tin vào trận chiến, hơn nữa sau khi tiến vào thiên uyên thành, hắn đã tế luyện mấy bảo vật và luyện thành công pháp. Chưa từng thi triển trước mặt người khác, nó có uy lực cụ thể là bao nhiêu thì hắn cũng không rõ chỉ biết là uy lực chắc chắn rất lớn bây giờ dùng trên người vị xích ảnh này cũng coi như thử nghiệm vậy tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện hàn lập sau khi thuấn di một lần nữa hai cánh sau lưng run lên thân hình đột nhiên khựng lại giữa không trung cùng lúc đó đoàn hắc khí cũng nhanh như chấp đã đuổi đến phía sau hàn lập hơn trăm trượng nhưng nó không hề có ý định dừng lại mà nhào thẳng vào hàn lập cái này cũng không có gì kỳ quái Thần thông ảnh tộc am hiểu nhất chính là mạnh mẽ cắn nuốt nguyên thần và tinh hồn, trực tiếp điều khiển thân thể và cướp lấy hơn nửa năng lực của đối phương. Nhưng Hàn Lập làm sao có thể để đối phương dễ dàng áp sát? Hắn không nói không rằng, hai tay chập lại rồi đẩy ra phía ngoài. ầm ầm tiếng sấm động vang lên, một đạo kim hồ to như cánh tay từ khoảng không giữa hai bàn tay phóng ra, bất ngờ tấn công hắc khí. Một tiếng hồ kinh ngạc truyền ra, hắc khí đột nhiên lóe lên rồi biết mất không chút bóng dáng. Hàn lập hư lạnh một tiếng, lớp ra giữa hai đầu lông mày đột nhiên tách ra, phá diệt pháp mục lập tức hiện ra, bắn ra một đạo hắc tuyến. Hắc tuyến cũng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, trong khoảng không cách đó chừng 10 trượng bỗng truyền tới một luồng sóng chấn động. Thân hình lão đạo nấp trong đám hắc vụ nhoáng lên một cái đã hiện ra. Trong miệng ngạc nhiên thốt lên, phá diệt pháp mục, không ngờ người lại tu luyện được thần thông này, khóe miệng hàn lập hơi giật giật, không nói gì nhưng âm thầm thôi động pháp quyết đạo kim hồ vừa bắn ra lập tức bỏng trở lại, tập kích phía sau lão đạo. Lão đạo thầm kêu không ổn, vừa định né tránh thì hàn lập phía xa lại hai mắt đại phóng lam quang, miệng quát lớn một tiếng. Thanh âm không lớn nhưng khi truyền đến tai lại gây ra cảm giác chuông chùa đánh sát tai. Lão đạo chỉ cảm thấy lỗ tai ù ù, trong đầu truyền ra cơn đau kinh khủng, thân hình không khỏi ngây ra. Cùng với tiếng sấm động, đạo hồ quang màu vàng oanh tạc lên hắc khí. Vô số tia quang điện đan xen lẫn nhau, hắc khí trên dưới biến dạng một tiếng kêu đau đớn như tiếng ếch bỗng nhiên trừ trong hắc khí chuyển ra hắc khí cuồn cuộn tụ tập lại phía dưới chân lão đạo huyễn hóa thành một con quái thú hai đầu rắn thân ếch bốn con mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm hàn lập vẻ tức giận vô cùng hàn lập vừa thấy cảnh nàn thì không khỏi ngẩn ra không ngờ hắc khí hộ thể của đối phương lại do một con quái thí biến thành thật sự là quá bất ngờ được khá lắm chỉ là một tu sĩ hóa thần mà có thể lay động tâm thần ta có phải là thông vừa rồi không thử thi triển lần nữa xem nào lão đạo chúng đòn xong thân hình nhanh chóng ổn định trở lại hai mắt âm trầm nhìn hàn lập hàn lập nhíu mày lại xem ra đòn vừa rồi được quái thú dưới chân hắn đỡ hết nếu không với sự khắc chế của lôi điện với ảnh tộc thì khi chịu một đạo tịch tà thần lôi lớn như thế hắn không thể nào bình yên vô sự như vậy còn phần dùng thất thần thứ công kích lần nữa thì hắn không ngu ngốc như vậy loại công kích này chỉ có bất ngờ công kích thì mới có hiệu quả nếu không với thần thức khủng bố của đối phương, thất thần thứ làm sao có hiệu quả được. Hàn Lập chẳng muốn nói nhiều, một tay nhấc lên lộ ra bàn tay đen như mực, hư không chụp về phía đạo sĩ một cái. Lập tức không trung đỉnh đầu lão đạo chấn động, rồi bỗng nhiên xuất hiện ra một tòa tiểu sơn đen tuyền Tòa tiểu sơn xoay tròn một vòng, trong chớp mắt đã biến lớn đến trăm trượng. Phía dưới tiểu sơn đại phòng ánh sáng mờ ảo, phóng ra một quang hoàn ánh sáng mờ ảo chụp xuống phía dưới. Tia lạnh lẽo trên mặt đạo sĩ chợt lóe lên tay áo phất lên. Bỗng nhiên một thanh tiểu đao trong suốt, dài chừng nửa xích hiện ra. Tiểu đao vừa hiện ra liền hướng lên không trung vung lên. Một đạo đao mang như tuyết lóe lên phóng ra. Xoẹt, cũng không biết thanh tiểu đao kia là bảo vật bậc nào mà đao mang và quang hoàn vừa mới tiếp xúc thì quang hoàn đã bị đánh tan. Tiếp đó đao mang thừa thế hung hăng chém lên đáy cự sơn. Ô u âng, một tiếng va chạm như tiếng chuông vang lên, cự sợ không hề sứt mẻ chút nào trong khi đao mang lại tiêu tán. Sắc mặt lão đạo khẽ biến, còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay trắng như ngọc khác của Hàn Lập lại vươn ra. Nắm ngón tay phân ra, hiện ra năm chiếc khô lâu cốt giới. Lập tức bốn phía lão đạo hiện ra năm bộ khô lâu thật lớn, cùng hé miệng ra. Năm luồng cực hàn chi diễm phóng ra rồi dung hợp thành ngũ sắc chi diễm. Trong chớp mắt đã bao phủ hoàn toàn thân hình lão đạo. Khuôn mặt lão đạo vốn đang vẫn cười lạnh nhưng khi ngũ sắc quang diễm tiếp cận thân thể thì sắc mặt hắn đại biến trên người đột nhiên bùng phát hồng mang vạn trượng, vô số kiếm quang đỏ sậm điên cuồng bắn ra bốn phía. Từ ngoài nhìn vào tực như một đóa hồng sắc cự liên vậy. Một cảnh kinh người xuất hiện, đóa liên hoa xoay một vòng thì ngũ sắc quang diễm bị đẩy ra ngoài, không thể tiếp tục tiếp cận được nữa. Hàn Lập thấy vậy thì sắc mặt liền trầm xuống, hai tay kết quyết, lập tức năm bộ khô lâu giống to một tiếng, hình thể đột nhiên cuồng trướng lớn hơn trước đến mấy lần, nhào thẳng vào đóa hồng liên. Phốc phốc, những tiếng bén nhọn truyền ra, ngay khi năm bộ nhào đến hồng liền thì trong đóa liên hoa bắt ra năm đạo đao mang trắng toát đao mang vừa lóe lên liên chém năm bộ khô lâu thành hai nửa tiếp đó hồng liên võ tan những nơi hồng mang đi qua là ngũ sắc quang diễm tan rã tán loạn thân hình lão đạo lại hiện ra vẻ mặt ung dung một tiếng ma kêu quỷ khóc vang lên năm bộ khô lâu lại hợp lại như cũ nhưng trong miệng lại phát ra những tiếng ô ô không ngừng tựa như đang kính sợ lão đạo vô cùng hàn lập thở dài một hơi vươn tay điểm một chỉ về phía cự sơn xa xa. Lập tức cự sơn ầm ầm giáng thẳng xuống, thanh thế công kích lớn như vậy nhưng sắc mặt lão đạo vẫn bình tĩnh như thường, chỉ dùng chân khẽ dậm lên thân cự thú dưới chân. Hai cái đầu rắn con quái thú lập tức há miệng, hai đạo hồng ảnh bắn ra, hung hăng đánh lên cự sơn. Một tiếng nổ long trời lở đất truyền ra, không ngờ cự sơn lại bị đánh bay ra ngoài. Nhìn cảnh này, đồng tử Hàn Lập co rút lại, mặt cuối cùng cũng trở nên khó coi hai đạo hồng ảnh đó rõ ràng là hai cái lưỡi rắn nhưng lại có lực lượng quá kinh khủng, đến cả nguyên tử thần sơn cũng bị đánh bay. Hàn lập âm trầm chụp hai chảo vào hư không, cự sơn màu đen và năm bộ khô lâu lập tức biến mất. Hai bàn tay trắng đen lại trở về như bình thường, không có bất cự điểm khác thường nào. Hắc hắc, có vẻ bảo vật của ngươi cũng không ít nhỉ. Nhưng với từng đó pháp lực mà muốn đối đầu với ta thì quá ngông cuồng rồi đấy. Xem ra ngươi cũng chẳng có thủ đoạn gì, lão đạo tựa hồ đã hết kiên nhẫn, người chưa có hành động gì nhưng cửa thụ dưới chân hắn lại phát ra một tiếng rít chói tai. Một sóng chấn động như một cơn sóng khuya tán ra bốn phía. Trong nháy mắt đã lan ra đến hơn một dặm, linh quang đủ màu sắc xung quanh đó liên tiếp chấp động. Vô số quái thú bỗng nhiên xuất hiện, lớn thì như tòa tiểu sơn, nhỏ thì chỉ gần một trượng, cả đám con nào con nấy bộ dáng dữ tợn. Gió tanh phần phật, trong chốc lát đã bao vây hàn lập lại, nhìn chằm chằm không có chút hảo ý nào. Chương 1368, trùng uy. Huyễn Thuật Hàn Lập vừa thấy cảnh này thì ngẩn ra, nhưng lập hai tay áo hắn khe rung lên, lập tức mười thành kim sắc tiểu kiếm như cá rỡ nước bay ra. Sau khi chúng bay ra, chỉ trong mắt cả mười thành đã biến thành những thanh kim kiếm dài hơn một thước. Hắn thầm thôi động kiếm quyết, phi kiếm liền biến thành một đạo quang ảnh mơ hồ, bay lượn xung quanh người hắn. Lập tức kim quang phát sáng đầy trời, kiếm khí tung hoành. Trong bán kính mười trượng, tất cả quái thú đều bị chém thành từng mảnh nhỏ, máu tanh mảnh thân thể văng tung tóe đám quái thú giống lên lại tràn đến hàn lập nhíu mày bất kể là cảm giác khi phi kiếm chém xuống hay là dựa vào những gì mình nhìn thấy đám quái thú này giống như là có thật vậy không hề giống với ảo ảnh khiến người ta không thể phát hiện được chỗ nào giả trong lòng hắn hơi kinh nghi nhưng vẻ mặt vẫn không đổi đám phi kiếm của hắn vẫn bay xung quanh hắn bảo vệ hắn nghiêm ngặt không ngừng lại một khắc nào lão đạo đứng trên lưng quái thú phía xa nhìn thấy vậy trên mạ lại nở một nụ cười quỷ dị Quái thú bốn phía tựa như vô cùng vô tận, mà kiếm quang của Hàn Lập cũng sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đã có đến mấy trăm con quái thú chết dưới kiếm hắn. Bất quá những mảnh thi thể đám quái thú bị chém chết lại đều trôi nổi trên không trung, không hề rơi xuống khiến mùi máu tanh nồng trong không khí càng lúc càng đậm, cực kỳ gay mũi. Một lát sau Hàn Lập bắt đầu có phát hiện có điểm không đúng. Con quái thú dưới chân lão đạo cũng gầm lên một tiếng. Tất cả những mảnh xác quái thú bị Hàn Lập chém chết lập tức biến thành những luồng xương mù dày đặc tối đen tràn về phía Hàn Lập. Mấy trăm đạo kiếm quang bốn phía xung quanh Hàn Lập thỉnh thoảng vẫn đẩy được hắc vụ ra nhưng dần dần vẫn bị dám hắc vụ cuốn lấy khiến tốc độ phi kiếm giảm xuống rõ rệt. Cùng lúc đó, con quái thú kia đột nhiên nhoáng lên một cái, lặng lẽ biến thành một luồng hắc khí rồi chui vào trong hắc vụ ẩn nấp. Ngay sau đó trong hắc vụ đột nhiên bắn ra hai đạo hồng ảnh dài ngoằng, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện một cách quỷ dị trước người Hàn Lập. Một đạo nhắm vào đầu, đạo còn lại nhỉ nhắm thẳng vào tim. Tốc độ nhanh hơn cả thiểm điện, nếu hàn lập không vận chuyển công pháp toàn thân phát huy thần thông minh thanh linh mục tới tận cùng thì chỉ bằng thần thức cũng không thể phát hiện ra kịp công kích nhanh như vậy sắc mặt hàn lập trầm xuống không cần pháp bảo gì kim quang lóe lên hai cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy hai đạo hồng ảnh nếu nhìn kỹ có thể thấy được hai bàn tay của hắn lúc này đã có màu kim sắc lóng lánh chẳng khác nào cánh tay dùng vàng dòng đúc thành cả bang bang hai tiếng và đập vang lên hai cánh tay kim sắc đã bắt được hai cái lưỡi đỏ lòm một luồng cự lực dọc theo cánh tay bỗng chuyển đến, nhưng đầu vai Hàn Lập chỉ thoáng run nhẹ một cái rồi lại trở lại bình thường, như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhìn thấy cảnh này, lão đạo liền cả kinh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phải biết rằng con quái thú này không những thiên phú huyến hóa thần thông suốt thần nhập hóa mà lực lượng cũng vang danh trong ảnh tộc. Vừa rồi cả tòa cự sơn hơn trăm trượng còn bị nó đánh bay, từ đó có thể thấy được nó có sức mạnh lớn đến mức nào. Thế mà người thanh niên của nhân tộc trước mắt này, thoạt nhìn chẳng có gì đáng chú ý lại chỉ dùng hai tay đã có thể đỡ được hai cái lưới của nó. Hơn nữa bộ dáng còn có vẻ cực kỳ dễ dàng, cái này cũng không thể không làm lão đạo bất ngờ. Bất quá lão đạo cũng không lo lắng gì, quái thú cũng không phải là loại chỉ biết cậy mạnh. Quả nhiên hai cái lưới quái thú bị hàn lập bắt được, cố gắng kéo mà không suy chuyển liền đại phóng ra bạch quang, huyễn hóa thành hai con cự mãng đỏ lòng, hung giữ há miệng táp thẳng vào đầu hàn lập. Hàn lập chỉ thấy mười ngón tay chấn động, trong lòng bàn tay có cảm giác đang nắm một thức lạnh lẽo, trơn trượt vô cùng. Con cử mạng này có vẻ như đang muốn dẫy ra, la mang trong mắt đại phóng, hai cánh tay vàng rực rỡ của hàn lập nhoáng lên một cái đã biến thành hai màu đen trắng một cách quỷ dị. Lưng bàn tay màu đen hiện ra hư ảnh một tòa tiểu sơn màu bạc, đồng thời năm ngón tay cũng lớn lên gấp mấy gần. Phốc, máu tươi tung tóe, bàn tay đó đã mạnh mẽ bóp đứt con cử mãng thành hai đoạn. Trong khi đó cánh tay trong suốt như ngọc, năm ngón tay huyễn hóa thành năm bộ bạch cốt khô lâu bắn ra một cách quỷ dị cùng lao lên cắn xé mãng xà năm bộ khô lâu chỉ hút một lúc thì thân hình mãng xà đã biến thành một con mãng xà khô quắt giống hệt như đã bị hút sạch máu vậy đây chính là kết quả của việc dung hợp nguyên từ thần sơn và ngũ tử đồng tâm ma vào hai cánh tay đây cũng là phương pháp tu luyện đặc biệt có ghi lại trong bách mạch luyện bảo quyết ghi lại đem tứ chi luyện thành bảo vật Quá trình tất nhiên là vô cùng lâu nhưng nếu dùng con đường dung hợp với một bảo vật có sẵn thì lại quá trình lại ngắn lại rất nhiều. Kết quả của việc hắn dùng phương pháp này tu luyện chính là chẳng những áp xúc được thần thông của hai bảo vật này lên hai cánh tay mà vì hai bảo vật đã dung hợp với hai tay mà điều khiển vô cùng dễ dàng, khi đối địch cũng làm gia tăng thực lực rất nhiều. Hàn Lập lúc này mới đột nhiên phát động công kích, trong chốc lát đã tiêu diệt được hai con mãng xà do hai cái lưới Huyễn hóa thành. Lão đạo rõ ràng cũng không nghĩ tới kết quả như vậy lão còn đang kinh hãi, chưa kịp làm gì thì trong hắc khí liền truyền ra hai tiếng gầm rũ thống khổ dị thương. Hắc khí đột nhiên tách ra, quái thú nhoáng lên một cái đã lao thẳng ra ngoài nhưng thân thể nó bỗng trở nên mơ hồ rồi biến mất. Không ngờ con quái thú này lại có thần thông ẩn hình. Một lát tiếng thú gầm rú vang vọng xung quanh Hàn Lập khiến hắn không thể phát hiện chuyển xác vị trí con quái thú. Lúc nà âm hai mắt của hắn lam quang lưu chuyển không ngừng quét qua khắp nơi nhưng vẫn không thể phát hiện ra vị trí con quái thú. Gặp tình hình này nhưng Hàn Lập lại khẽ nở nụ cười. Hai tay áo của hắn khẽ vung lên, lập tức từ trong ống tay áo hắn vang lên những tiếng vo, vo. Sau đó vô số những điểm kim quang ảo ảo lao ra. Nhưng kim sắc quang điểm này vừa bay ra ngoài liền điên cuồng biến lớn, trong nháy mắt đã hóa thành một đàn côn trùng, mỗi con phải lớn đến nửa thước. Đúng là loại trùng mà Hàn Lập đã hao phí không biết bao nhiêu tâm tư bồi dưỡng về kim trùng thành thuộc thể. Đàn côn trùng bay ra chiếm hết khoảng không gian xung quanh hắn khắp nơi xung quanh hắn đều có vệ kim trùng, chỉ trong chốc lát, quái thú đã va chạm với một con vệ kim trùng nên cũng phải hiện hình. Chẳng đợi Hàn Lập thuộc dục, tất cả đám vệ kim trùng lập tức ào ào nhào tới, trong chớp mắt đã phủ kín con quái thú. Quái thú phát những tiếng kêu gào thống khổ vô cùng sau đó xì một tiếng, thân thể khổng lồ liền biến thành một luồng hắc khí bỏ chạy. Côn trùng bình thường gặp phải loại tồn tại không có thực thể này thì tất nhiên là không làm gì được. Nhưng một cảnh không thể nói nên lời xuất hiện hắc phụ len lỏi qua các khe hở giữa những con kim trùng với nhau mà bỏ chạy nhưng những con côn trùng khủng bố này lại dương những cái vuốt lấp loáng kim quang ra bắt chặt lên đám hắc phụ rồi điên cuồng há miệng cắn nuốt bị hơn một ngàn con trùng lớn như vậy cắn nuốt cho dù là đán hắc phụ kia rất lớn nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị ăn mất hơn một phần mười tiếng gào rú đau đớn liên tiếp từ trong hắc phụ truyền ra sương mù méo mó đi một lúc rồi trừ trong đột nhiên bắn ra 10 con rắn màu vàng và bạc mỗi con dài đến một trường chúng há miệng nhanh chóng nuốt chửng hơn 10 con trùng vào bụng. Cái đầu rắn khẽ lắc lắc vài cái, hơn 10 con kim trùng trong miệng rắn đã biến mất từ bao giờ. Nhưng ngay sau đó, hơn 10 con rắn lập tức giống lên rồi lăn ra đất dẫy ruộng. Trong nháy mắt lại hóa thành những luồng hắc vụ, từng con kim trùng từ trong luồng hắc vụ bay ra, lượn một vòng rồi lại nhào đến cắn nuốt đám hắc vụ. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy những con kim trùng này chẳng bị thương tổn chút nào. Tiếp đó trong hắc vụ lại tiếp tục huyến hóa ra rất nhiều loại thú chuyên đối phó với côn trùng nhưng bất kể là loại nào cũng không thể thương tổn được vệ kim trùng chút nào. Ngược lại trong giây lát đó lại còn bị cắn nuốt nhiều hơn. Tốc độ huyến hóa ra của hắc vụ càng lúc càng chậm lại. Từ lúc hàn lập thả đàn kim trùng ra đến lúc hắc vụ bị tiêu diệt chẳng qua chỉ trong thời gian mấy hơi thở thôi. Lão đạo đứng đằng xa, nhìn chằm chằm vào những con kim trùng, trên mặt dần lộ ra vẻ cổ quái dị thường, vệ kim trùng, vệ kim trùng thể thành thục lão đạo thì thào hai câu rồi không chút do dự vỗ một trường lên đỉnh đầu mình. Hồng quan lóe lên, một đạo xích ảnh từ trong thiên linh cái bắn ra, xoay tròn một cái đã biến thành một đạo kinh hồng chói mắt, trong nháy mắt đã biến ra phía sau hơn trăm trường, sau đó chớp lên vài cái đã biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại chỗ cũng chỉ còn một cái thây khô mà thôi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thi thể theo gió biến thành một cho bụi phiêu tán theo gió. Ý, Hàn Lập đang đứng tại chỗ đột nhiên kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào hướng đạo kinh hồng biến mất. Thân sắc ầm trầm bất định, thậm chí cả bậc kỳ thú này cũng không để ý, chẳng lẽ phệ kim trùng thể thành thuộc lại có danh tiếng lớn đến thế. Nghi hoặc một lúc rồi Hàn Lập quay đầu nhìn đám hắc vụ bị cắn nuốt gần như không còn. Hàn Lập sờ sờ cầm, bỗng nhiên nâng bàn tay vẫy một cái. Lập tức đám phệ kim trùng đằng xa bay lên, xoay tròn một vòng rồi thu nhỏ lại chỉ bằng hạt gạo, sau đó bay vào trong tay áo Hàn Lập. Làm xong tất cả, Hàn Lập xoay người vừa định bay đi thì sắc mặt hắn đại biến, thân hình chớp lên vài cái, loạn trọng suýt nữa ngã từ trên không trung xuống. Làm sao có thể, sao thần thức ta lại hao tổn như thế, thiếu chút nữa làm tổn thương nguyên thần. Hàn Lập vội vàng quan sát lại bản thân, sắc mặt đột nhiên sợ đến trắng bệch. Lấy thần thức cường đại gần bằng luyện hư kỳ mà tiêu hao đến 7-8 phần, suýt chút nữa là không còn gì. Mà quá trình này lại yên lặng không một tiếng động, hắn không hề phát hiện ra chút dị thường nào. Chẳng lẽ là, Hàn Lập là người thế nào chứ? Gần như ngay lập tức hắn nghĩ đến khả năng vừa rồi hắn sử dụng phê kim trùng, sắc mặt khó coi trong lòng ẩn ước đã đoán ra phần nào. Tay áo của hắn lại rung lên, một điểm kim quang trong tay áo hắn bay ra sau đó hóa thành một con vệ kim trùng, hai cánh phiến động, bay lượn xung quanh. Hàn Lập lập tức kiểm tra thần thức, một lát sau hắn liền kinh ngạc đến độ ngây ngẩn cả người. Ngay sau khi hắn thả con vệ kim trùng kia ra, thần thức hắn tiêu hao tới mức độ có thể cảm nhận được tốc độ tiêu hao. Tuy thoạt nhìn có vẻ không lợi hại nhưng đó chỉ là một con vệ kim trùng mà thôi. Nếu là cả trăm, cả nghìn thì sao? Thần niệm tiêu hao tới mức độ nào cũng có thể tưởng ra được. Lấy thần niệm cấp bậc luyện hư kỳ của hắn lúc này cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được nửa khắc. Càng kinh khủng chính là trừ phi mình chủ động kiểm tra, nếu không thì không thể phát hiện ra mình tiêu hao thần niệm tới đâu. Chương 1369, hội hợp, Hàn Lập trong lòng có chút buồn bực, bởi vì nhìn thấy vệ kim trùng thành thục nhưng tuy rằng hắn có được 8.000 phệ kim trùng thành thục, một khi thả ra thì nhiều vô kể, chỉ sợ chưa nhìn thấy đàn côn trùng khắc chế địch thì chính mình cũng bị hút khô rồi. Chẳng qua có điều kỳ lạ như vậy chính là vì thời điểm phệ kim trùng chưa hóa thành thành thục, nhưng vẫn xuất hiện nhiều hiện tượng làm tiêu hao thần niệm. Điều này làm cho hắn có chút trăm câu hỏi không có lời giải. Hắn cũng sẽ không để ý tới loại tình huống này nhưng ít nhất cũng phải tìm ra nguyên do dẫn đến sự tiêu hao thần niệm. Nếu không làm sao dám tái sử dụng linh trùng đối địch. Hàn lập hơi hơi trầm ngâm, đưa tay về hướng phệ kim trùng vẫy một cái. Nhất thời trùng thú xoay quanh một cái, lập tức đã bay vào trong lòng bàn tay. Một luồng thần niệm bay ra, trùng thú khẽ quấn trên người nhưng hết thảy đều bình thường, vẫn chưa xuất hiện cái gì dị thường. Thở nhẹ một cái, hai mắt từ từ hạ xuống nhưng như đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên vung tay lên, nhất thời trùng thú lại bay lên không chung, thần niệm lại được cuốn lên. Kết quả một lát sau, sắc mặt đại biến, thần niệm lúc này khẽ quấn trên người trùng thú, từ từ lại có sự thay đổi, côn trùng không ngừng bị hút vào bên trong. Thì ra nguyên do là thần niệm bị tổn hao nhiều, dĩ nhiên là phế kim trùng thành thục không đứng yên, thân thể tự động hút đuổi thần niệm linh trùng. Đã biết cụ thể nguyên nhân, Hàn Lập trao mày suy nghĩ, cảm thấy được việc này thực sự không dễ giải quyết. Tuy rằng thần niệm hao tổn là tạm thời, chỉ cần nghỉ một ngày hoặc thời gian dài chút là có thể khôi phục. Nhưng nếu là trong tình huống đang chiến đấu thế này chính là tuyệt đối nguy hiểm đến tính mạng. Bất kể thi triển công pháp bí thuật, hay là pháp bảo khu động đều cần duy trì thần niệm xem ra phệ kim trùng không tìm ra cách giải quyết khả năng có thể sử dụng đòn sát thủ chỉ bằng vừa hiện thân của trùng thú liền dọa xích ảnh chạy phệ kim trùng thật đúng là hung danh hiển hách ở nhân giới lúc trước tên ma đạo tu sĩ gọi là trùng thú nhất bảng bài danh ở trong mắt hàn lập hiện giờ cũng không đáng nhắc tới xem kiến thức của tên đê giai tu sĩ tự nhiên sẽ xuất hiện không ít sai lầm bài danh ở linh giới mà lại nói hơn phân nửa vô dụng nhưng phệ kim trùng thành thục uy lực to lớn hay là tại Hàn Lập đoán trước được. Trong lòng cân nhắc xong, Hàn Lập cũng không dám đợi lâu, liền hướng xuống phía dưới liền biến thành một đạo thanh sắc cầu vồng thẳng đến nhất tuyến thiên mà đi. Nếu là những người khác chưa có những lời nói tổn lạc, hơn phân nửa còn có thể ở lại hội hợp, tuy rằng linh khí đánh dấu trên người bọn họ trước kia đã sớm biến mất. Hơn 10 ngày sau, một đạo thanh sắc cầu vồng cô Linh Linh ở sa mạc lao vút đi trong không khí lặng yên. Độn quang thân mình tuy là màu xanh, nhưng không biết thi triển bí thuật gì mà làm cho độn quang biến thành ảm đạm không ánh sáng. Nếu không kiểm tra kỹ càng thì không dễ dàng gì có thể phát hiện. Hàn lập tự nhiên độn quang, hơn 10 ngày thật là không có xảy ra chuyện gì, cũng chưa thấy có người đuổi theo. Dường như tên xích ảnh kia bị phệ kim trùng dọa cho bỏ chạy hoàn toàn. Hàn lập tuy an lòng nhưng trong buồn bực trong đầu, hóa ra thần niệm không còn tiêu hao, mấy ngày phi độn cũng đã hồi phục xong. Giờ phút này, trong tay hắn vuốt vuốt một cái bình ngọc bóng loáng dị thường, đúng là mặt ngoài dược bình có ba cái cổ văn, cái đó thực đến từ thiên nguyên thành, tất cả đều đã thoát khỏi bụi trần. Đó cũng là hắn chấp hành loại nhiệm vụ nguy hiểm này. Nói đúng là chỉ cần có thể hiệp trợ người khác hoàn thành nhiệm vụ, hắn quang minh chính đại khôi phục tự do. Không riêng gì hắn, lần này tất cả phi thăng tu sĩ chấp hành nguy hiểm đều đã thoát khỏi bụi trần. Nhưng vì phòng ngừa bọn họ vụng trộm chuồn đi, hoặc chấp hành nhiệm vụ không cần quan tâm gì cả, tất cả dược bình đều có một loại cấm chế rất lợi hại trừ phi có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu không dược bình căn bản không thể dùng phương pháp bình thường mà mở ra. Ngoài ra nếu cố mà mở ra thì toàn bộ đan dược bên trong đều bị hỏng. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng thông qua các loại phương thức nghiệm chứng, bên kia tự sẽ nói cho phương pháp giải trừ cấm chế. Hàn lập vuốt ve dược bình một hồi, thần sắc thay đổi, trên tay linh quang bỗng nhiên chợt lẽ, dược bình đột nhiên biến mất. Chỉ thấy phía trước không trung chẳng biết xuất hiện lúc nào một đám quái điều tiên hạc to lớn, trên đầu giường như có một bướu thịt chim khổng lồ hiển nhiên phát hiện ra hàn lập, liền thay đổi phương hướng mà lao thẳng tới. Mắt thấy bọn quái điểu này tới càng ngày càng gần, hàn lập lại khẽ thở dài, độn quang chợt lóe, thân thể bỗng nhiên biến mất, ngay sau đó, hắn lại hiện ra hơn 10 quái điểu đầu màu vàng. Không thấy hàn lập hành động gì, quang bào trên người lập lòe hiện ra. Quang bào chợt hiện vài cái, vàng bạc hai màu hồ quang theo bào thượng mà bắn ra, đem cả trăm trượng phụ cận bao phủ lại. Một tiếng kinh thiên động địa nổ ra, Vàng bạc hai màu lôi quang đan vào nhau mà hiện lên, quái điểu màu vàng toàn bộ đều biến thành cho bụi. Bốn phía trống rỗng, yên lặng, Hàn Lập mặt không chút thay đổi đảo qua khắp nơi, thân hình nhoáng lên một cái hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng phá không bay mất. Chỉ còn lại có cột đá cao lớn cùng với hài cốt không chút sứt mẻ trong trận cuồng phong, đều cho thấy đây là di tích thượng cổ kiến trúc, không biết tồn tại đã bao lâu. Ở trung tâm trên tường đá một gã thiếu phụ mặc hắc bào ngồi xếp bằng, phụ cận có một thanh niên danh tử bào đang đi tới đi lui hai người sắc mặt âm trầm nhưng lại không nói một lời thanh niên sắc mặt như thường xem ra ngày đó bởi vì sử dụng kiếm mà tổn thất kinh huyết thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã hồi lại không ít không biết hắn ăn linh dược gì hay là loại bí thuật nào nếu không xem tình hình lúc ấy hắn thật sự khôi phục nguyên khí tối thiểu cũng phải vài năm trong chốc lát thiếu phụ nhất thời như cảm thấy được cái gì bỗng nhiên xoay đầu hướng chân trời mà nhìn chỉ thấy một đạo kim ảnh nhàn nhạt vô thanh vô tức di động hiện ra sau vài cái chớp mắt kim quang chợt tắt một cô gái áo bảo trắng xuất hiện ở trên không trung du tỉ tỉ lòng đạo hiếu đợi đã lâu hai vị xem ra đều không có gì đáng ngại cô gái cười khanh khách nói nhìn chung toàn thân bộ dạng không có chút gì là bị thương vừa nghe thấy cô gái nói thiếu phụ miến cưỡng cười mà gã thanh niên trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng ta chỉ biết diệp cô nương thông minh dị thường tuyệt hội không xảy ra vấn đề gì còn hai vị tu sĩ chưa tới ngày đó lý huynh bị ảnh tộc bắt giữ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mà Hàn Huynh hiện tại chưa liên hệ cùng ta, chỉ sợ cũng bị ảnh tộc đuổi theo. Gã thanh niên thở dài nói, thiếu phụ mấp máy miệng, ánh mắt chợt lóe, nhưng cuối cùng là không nói gì thêm. Lý Huynh có thể thật sự bị bắt, nhưng Hàn Đạo Hiếu có không gặp chuyện không may, không ngại nếu đợi thêm mấy ngày nữa, cô gái từ 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 không chung nhẹ nhàng bay xuống. Đứng ở trước hai người, thản nhiên nói, đợi mấy ngày nữa, hiện tại nhất tuyến thiên chính là thời cơ, chúng ta không thể đợi lâu, đạo thanh sắc có thể đợi hai ngày nữa, thiếu phụ lắc lắc mở miệng. Hai ngày, cũng không sai biệt lắm, cô gái áo bảo trắng cũng không có tranh cãi gì, nhất khẩu đáp ứng, lập tức di chuyển vài bước đi tới phía góc ngồi xuống bắt đầu tỉnh tọa. Nửa ngày sau, đột nhiên tiếng gió vù vù, đồng thời ở trên thân ba người truyền ra. Ba người nhất thời lộ ra thần sắc khác nhau, liếc mắt một cái, gã thanh niên mở miệng. Ta kích thích định vị bàn đi, hàn đạo hữu thật không có gặp chuyện không may, này thật đúng là chuyện may mắn lập tức tay áo gã thanh niên rung lên một khối màu xanh xuất hiện trong tay một tay khắp quyết một đạo thanh sắc phát ra linh quang đại phóng ở trên hai tay gã thanh niên có một hộp vật ấy như vô ảnh vô tung biến mất làm xong hết thảy gã thanh niên liền hai tay chấp sau lưng đứng nguyên tại chỗ bất động kết quả các canh giờ sau theo một phương khác một đạo thanh sắc cầu vồng xuất hiện chỉ sau vài cái chớp mắt ba người đi ra phía trước thanh sắc cầu vồng xoay quanh một cái thanh quang tản ra hàn lập hiện thân mà ra hàn huynh người vô sự là tốt rồi lúc này đây ảnh tộc mai phục khắp nơi hơn phân nửa mọi người bình yên coi như là ta vận khí không tệ gã thanh niên cười nói chư vị đạo hiếu cũng đều bình yên đích thật là rất may hàn lập ánh mắt đảo qua cũng mỉm cười nếu hàn huynh cũng đã đến ta đây chờ và nghỉ ngơi đã nửa ngày lập tức lên đường đi để tránh bị ảnh tộc dây dưa dù tiên tử bình tĩnh đề nghị dù tiên tử nói như vậy cũng có lý nơi đây đích xác không nên ở lâu gã thanh niên gật đầu Hàn lập cùng cô gái áo bảo trắng tự nhiên không có ý kiến gì. Nửa ngày sau, mấy người liền khống chế độn quang rời khỏi đây. Phía trước dần dần xuất hiện cuồng phong, hơn nữa càng về phía trước càng mạnh, sau đó không lâu mấy người liền bay vào trong bão cát. Bốn phía tất cả đều là cát, hơn nữa vô số kình phong thổi quét, vô số cát vàng vây quanh mấy người gào thét không thôi. Nếu không mấy người tất cả đều mở ra hộ thể linh quang, chỉ sợ hoàng phong thổi qua, bọn họ đã có thể bị rớt xuống. Tới rồi Phía trước chính là Nhất Tuyến Thiên, lúc này đây thật không cho người ra mặt chuẩn bị đón chúng ta. Chỉ sợ sẽ là thần hư tu sĩ cũng không dám tùy ý tới nơi đây. Chúng ta bình yên qua lại một lần cũng là quá đủ, nhưng mọi người còn muốn biết cuộc sống phong tộc, chẳng qua cũng không có gì là quá đáng. Lo lắng quá mức, Nhất Tuyến Thiên, chúng ta nhất định có thể đến đúng lúc. Chư vị đạo hữu lưu tâm hạ xuống, có thể còn có nguy hiểm khác, dù sao ảnh tộc dường như sớm mai phục chúng ta ở đây, bên trong nói không chừng cũng có gài bẫy. Mọi người đều tự nghĩ cách tự bảo vệ mình đi, thiếu phụ vẻ mặt ngưng trọng nói. Chương 1370, linh thụ mộng la. Hàn Lập Như không nghe thấy gì nhưng hai mắt lam mang chợt lóe, nhất thời nhìn xuyên qua bão cát, trực tiếp nhìn về phía xa. Ở địa phương cách hơn trăm dặm một chuyện kỳ diệu đang xảy ra. Chỉ thấy nơi chân trời, một đạo bạch tuyến thẳng tắp, hướng tới hai bên kéo dài mà đi, dường như không có điểm cuối. Nhưng do khoảng cách khá xa cho nên chỉ có thể nhìn được đại khái. Lông mày Hàn Lập nhướng lên, linh mang trong mắt biến mất. Lúc này mấy người lại tiếp tục độn quang, thẳng đến nơi đó mà đi. Một lát sau, Lũng Đông cùng thiếu phụ đồng thời nhìn thấy dị tượng. Nguyên lai trên bầu trời dĩ nhiên là một mảnh hắc sắc mê vụ kéo mãi không dừng, bên ngoài là từng đợt lốc màu vàng cuồn cuộn thổi quét, chỗ hai thứ này tiếp xúc xuất ra một đạo bạch quang cao tới trăm trượng, đem hai thứ này tách ra, vô luận là cơn lốc hay là mê vụ tất cả đều hướng vào trong khe hở mà cuồn cuộn chảy vào, như vực sâu không đáy. Đây là nhất tuyến thiên, thật đúng là đặc biệt bạch bào thiếu nữ nhìn thấy, khóe miệng lộ ra một tia hâm mộ. Đi thôi, bây giờ là thời điểm báo cắt yếu nhất, nếu lại đợi thêm mấy ngày, chỉ là tiến vào cũng phải mệt mỏi lắm lũng đông sau khi đánh giá, trịnh trọng nói. Lập tức một tay hắn hạ xuống, một viên châu màu xanh to cỡ nắm tay hiện ra trong tay. Ngón tay vừa động, Ngọc Châu sau khi quay tít một vòng rồi thu nhỏ lại. Lũng đông miệng hé ra, đem Ngọc Châu hút vào trong miệng. Đám người Hàn Lập thấy vậy, cũng đều lấy ra một viên ngọc châu đồng dạng rồi nuốt vào trong bụng. Thân thể mấy người bốn phía lập tức nổi lên một tầng ánh sáng trong suốt, nguyên bản gió bão ở bên cạnh gào thét vừa tiếp xúc với luồng ánh sáng trong suốt này bỗng hoàn toàn tiêu thất. Hạt châu này là lúc xuất phát cao tầng thiên nguyên thành đặc biệt chuẩn bị cho bọn hắn định phong châu. Độn quang của mấy người đã đến gần hiện tượng thiên văn, không cần bọn họ thúc giục độn quang, một cổ sức lực vô hình liền sinh ra, liền bị hút vào trong khe hở. Hàn lập sau khi hoàn toàn tiến vào trong đó, Cảm giác hấp lực buông lỏng, người liền hoàn toàn khôi phục tự do. Nhưng phía trước vô số phong nhận vô thiên cái địa mà đến, đồng thời hai lỗ tai cũng tràn đầy tiếng vang khủng khiếp, cuồng phong trong khe hở so với bên ngoài lớn hơn rất nhiều. Nếu không có định phong châu trong người, chỉ sợ hắn phải lập tức thả ra pháp bảo bảo vệ toàn thân nhưng kể từ đó, pháp lực tiêu hao liền có thể nghĩ. Hiện tại, phong nhận vừa tiếp xúc với ánh sáng trong suốt liền biến mất. Hàn lập ánh mắt đảo qua mọi nơi, lại phát hiện thần niệm không thể đi xa được. Minh Thanh Linh Mục cũng chỉ có thể nhìn đến hơn trăm trượng mà thôi, về phần mấy người khác lúc này tất cả đều hoàn toàn không có bóng dáng. May nhíu lại một chút, hắn không trần chờ cái gì, Linh Quang quanh thân đại phóng, liền biến thành một đạo thanh sắc cầu vồng bắn nhanh mà ra, đâm vào cơn lốc phía trước rồi biến mất không thấy. Mấy ngày sau, lối vào nhất tuyến thiên đột nhiên Linh Quang chấp động, lại có hai đạo độn quang bay vụt tới. Hào quang chờ tắt, hiện ra hai gã tu sĩ mặc cầm bào. Hai người phục sức như nhau, trên đầu có đeo một băng cột đầu màu tím, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Nhìn kỹ lại, dung nhan hai người này cùng lũng đông có bốn năm phân tương tự, nhưng một người sắc mặt tái nhợt có chút không bình thường, một ống tay áo bị rách, dường như mới vừa trải qua một lần đại chiến. Hai người thận trọng đánh giá khe hở thật lớn phía trước, môi khẽ nhúc nhích truyền âm, liền cùng nhau độn quang suốt vào trong đó. Ngay sau đó nơi đây ngoại trừ cuồng phong gào thét, đều không còn bóng dáng người nào. Mấy tháng sau, tại một tòa lục sắc tiểu sơn, Hàn Lập cô linh linh đứng ở trên một tảng đá lớn, ánh mắt chấp động nhìn phía xa xa. Cách núi nhỏ ước chừng hơn 10 dặm là một tòa rừng rậm khổng lồ vô cùng. Rừng rậm này thật sự có chút quỷ dị, vô luận là cây gì, lá cây xanh biếc đều mang theo một ít hoa văn khó hiểu, từ xa nhìn lại cả tòa rừng rậm đều là hắc lục sắc. Nơi này đúng là mục đích của nhiệm vụ lần này, bên cạnh thế lực mộc tộc. Sau khi nhìn kỹ, Hàn Lập đem ánh mắt thu lại, cho mày cân nhắc. Lại nói tiếp hắn thông qua nhất tuyến thiên, tuy rằng tiêu phí nhiều thời gian nhưng lại thuận lợi vô cùng, thế nhưng lại có chút ngoài ý muốn lọt vào địa phương quỷ dị này. Chẳng qua làm cho hắn buồn bực chính là, không biết là ba người khác đi nhầm phương hướng hay là có chuyện gì. Hắn xuất hiện ở khẩu phụ cận đợi mấy ngày cũng vô pháp liên lạc với một người. Cẩn thận cân nhắc một chút, hắn quyết định không chờ đợi thêm nữa. Dọc theo đường đi gặp một ít phiền toái nhỏ, thậm chí còn diệt mấy tên thấp sai một tộc mới rốt cuộc chạy tới nơi đây. Trên đường xuất phát, huyết trí thanh niên cùng thiếu phụ đã đem chi tiết nhiệm vụ hướng tới những người khác nói qua. Cho nên Hàn Lập đối với chi tiết nhiệm vụ này trong lòng rõ ràng vô cùng. Theo như lời bọn họ, hai tộc ở một tộc đều phái ra người ẩn núp, tựa hồ địa vị còn không thấp. Mục đích của lần này là tìm người ẩn núp kia lấy tin tình báo, sau đó lại quan sát động tính một tộc, nhìn xem có động tính dị thường gì không. Nhiệm vụ này thật không đơn giản, nhưng trong đó một nửa nguy hiểm là làm sao đi qua nơi hoang dã cách giữa hai tộc, một nửa khác tất nhiên chính là như thế nào lặng yên lẻn vào hắc diệp xâm lâm mà không bị mộc tộc phát hiện. Nhân tộc cùng mộc tộc rất ít khi tiếp xúc, đối với hắc diệp xâm lâm chỉ là biết đại khái mà thôi, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm phái bọn họ trước khi đại chiến đem tin tình báo về. Hàn lập tại nơi này đã yên lặng chờ nửa tháng, vẫn không thấy mấy người còn lại đến. Mà khoảng cách kỳ hạn nhiệm vụ càng ngày càng gần, tính toán thời gian một chút, hắn thật sự không thể chờ đợi nữa. Hàn lập cân nhắc đã lâu, ngẩng đầu nhìn không chung, chỉ thấy không trung đã muốn xuất hiện ba cái mặt trời. Không có bao lâu nữa, trời sẽ tối. Dựa theo tư liệu đã biết, một tộc trời sinh ngũ giác lực rất kém cỏi, bình thường phần lớn là dựa vào linh giác lực, cho nên khi nhận nhiệm vụ được cao giai tu sĩ đề nghị, thời điểm lẻn vào hắc diệp xâm lâm tốt nhất là hành động ban đêm, ban ngày ẩn nấp. Như vậy thì dễ dàng hơn một chút, Hàn Lập rốt cục hạ quyết tâm, mặc kệ những người khác có thể tới đủ hay không, một mình hắn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng nghĩ vậy, Hàn Lập lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai mắt, sau mấy giờ, sắc trời hoàn toàn đen thui, xa xa trong rừng rậm lặng yên không tiếng động. Hàn Lập hai mắt mở ra, tinh quang mãnh liệt bắn mà ra, nhưng lập tức liền ảm đạm vô quang. Hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình hơi mơ hồ, liền như ảo ảnh hư không tiêu thất. Trên thực tế, Hàn Lập đã thi triển thuật ẩn nấp và bay lên trời, trốn trong bóng đêm, bay về phía rừng rậm. Sau nửa giờ, Hàn Lập hiện ra tại bên cạnh rừng cây rừng rậm trước mặt tất nhiên không có khả năng mỗi một chỗ đều có một tộc người thường lui tới, nhưng Hàn Lập cũng quyết không ngông nghênh trực tiếp phi hành qua. Bởi vì phàm là trong phạm vi thế lực một tộc, đều có một khoảng mộng la linh thụ. Chính là linh thụ thủ hộ của một tộc, có thể khống chế một số lượng cây cối trong phạm vi nhất định. Đương nhiên mỗi một khỏa mộng la linh thụ phạm vi theo dõi khống chế cụ thể tất nhiên không giống nhau. Khỏa mộng la linh thụ tại Hắc Diệp Sâm Lâm này Thiên Uyên Thành cũng đã điều tra xong, bởi vì hắc diệp Sâm lâm là một địa điểm quan trọng của mộc tộc cho nên phạm vi khống chế giám sát thực phi thường bao trùm gần hết hắc diệp Sâm lâm tuy nhiên số lượng cây có thể khống chế lại không nhiều lắm hơn nữa chỉ có thể đại khái cảm ứng được tu sĩ luyện hư cấp đương nhiên nếu là có dị tộc phi hành trên không trung cho dù khỏa mộng la linh thụ không thể phát hiện cũng bị linh giác mộc tộc phát giác cho nên hàn lập chẳng những đem hơi thở hoàn toàn thu liếm sau khi hạ xuống hóa thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt, nhạt tiến vào trong rừng sáng ngời vài cái liền biến mất không thấy. Lấy thân thể mạnh mẽ của Hàn Lập, cộng thêm tật phong cửu biến cùng La Yên bước phối hợp, di chuyển cũng vô cùng quỷ mị. Chỉ thấy một đạo thanh ảnh mơ hồ, trong chốc lát biến mất, trong chốc lát xuất hiện, trong chớp mắt đã đi hơn trăm dặm. Hàn Lập một bên nghe bên tai tiếng động vù vù, một bên bình tĩnh cân nhắc. Dựa theo trong nhiệm vụ, hết thảy thuận lợi hẳn là có thể sau 3 ngày là đạt tới địa điểm ước định, chỉ cần đem tình báo nắm tới tay, hoàn thành nhiệm vụ là điều tất nhiên. Mà do xét mộc tộc, có thể phát hiện gì đó là tốt nhất, nếu không có thu hoạch phỏng chừng cũng là chuyện không sao. Thanh ảnh ở trên hư không nhoáng lên một cái, liền quỷ dị biến mất ở phía sau một cây đại thụ. Cơ hồ cùng lúc đó, phía trước truyền đến một tiếng bước chân trầm trọng dị thường. Tựa hồ có vật gì lớn đang hướng đi tới phía bên này. Giờ phút này, Hàn Lập sớm ẩn nấp ở phía một cây đại thụ cành lá rậm rạp, không nhúc nhích. Không lâu sau, hai cử viên màu xanh biết thân dài 10 trượng, phân biệt khiêng một cây đồng xiên thật lớn, nghênh ngang vượt qua dưới tảng cây. chương 1371, Hắc Diệp Sâm lâm. Hai đầu cửa thú này trông giống như hai cửa viên, người chúng đầy dãy lục mau rất dài. Hơn nữa, chúng còn có ba con mắt màu đen chuyển động liên tục, trông có vẻ cảnh giác dị thường. Hàn lập lẳng lặng nhìn hai con thú đi qua tảng cây, rồi dần dần cách xa, lúc này thân hình mới lại nhoáng lên một lần nữa xuất hiện ở dưới một gốc đại thụ. Nhìn theo phương hướng cự thú biến mất, nét mặt hắn hiện ra sự kinh nghi hai con thú này hình như đang tuần tra gì đó, hiển nhiên chúng không phải một tộc, nhưng sao lại xuất hiện ở hắc diệp xâm lâm, mà hơn nữa trên vai bọn chúng đang khiêng cự đại đồng xoa, hiển nhiên linh trí của chúng phải cực cao. Chẳng lẽ đó là một dị tộc chưa biết tên, hàn lập lo âu, không khỏi lắc đầu, theo hắn biết, một tộc cực kỳ bài ngoại, bình thường họ sẽ không bao giờ để cho dị tộc có hành động lớn như vậy trong khu vực của họ, chẳng lẽ đây là chiến thú mà một tộc huấn luyện. Hàn lập thầm nghĩ như vậy, thứ gọi là chiến thú kỳ thực chỉ là linh thú mà thôi nhưng cách gọi khác nhân yêu hai tộc dùng các loại bí thuật để tế luyện do đó có thể sử dụng những loại linh thú các dị tộc khác cũng dùng dược vật hoặc là phương thức khác huấn luyện cổ thú khiến chúng trở nên hữu ích đối với bản tộc đương nhiên do thiên phú bất đồng giữa các tộc nên khả năng huấn luyện khống chế các thú loại rất khác nhau nhưng không phải cổ thú nào cũng có cách bắt chúng phục tùng lúc trước hắn nhìn thấy hai con quái thú của ảnh tộc trong đó một con có uy lực không nhỏ mà cũng chỉ ảnh tộc mới có. Có thể loại cổ thú này chỉ có ảnh tộc mới có phương pháp thu phục nó. Về phần mộc tộc, trước kia không có chiến thú, chẳng lẽ là gần đây chúng đã huấn luyện chiến thú thành công? Hàn lập bụng chứa đầy nghi hoặc, cuối hắn quyết định không nghĩ nhiều đến việc này nữa. Hai con trường mau thú gần ngay hắn trong gang tấc cũng không phát hiện ra, có lẽ loại này do da dày thịt béo nên không nhạy cảm lắm. Trong lòng nghĩ như thế, thân hình hàn lập nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo hư ảnh rồi biến mất một ngày sau ở trong rừng hàn lập sắc mặt trầm xuống đang nhìn tám con trường mao thú loại cự viên thú loại này có vẻ khác so với hai con hôm trước chẳng những hình thể bé hơn mà toàn thân lại có màu hỏa hồng trong tay cũng không cầm đồng xiên hay thứ gì khác tám con cự thú đều nhe răng nhìn chằm chằm hàn lập bộ dáng đầy hung tợn khóe miệng hàn lập khẽ giật loại trường mao thú này hẳn là có linh giác cực kỳ trì đột nhưng vừa rồi đột nhiên có một đội trường mao thú từ phụ cận phóng ra dường như chúng phát hiện ra sự ẩn tàng của Hàn Lập ở phía sau tang cây, nên hắn lập tức bị chúng bao vây. Nhìn tám con quái thú, con mắt thứ ba của chúng tỏa ra hắc mang không ngừng chớp động, Hàn Lập khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn gặp hai con lục mau thú, con mắt thứ ba trên trán chúng dường như là không hề mở ra. Lúc này, trong miệng tám con hồng sắc quái thú phát ra tiếng gầm gừ, thân hình nhảy trồm lên, đồng thời huy động lang nha bổng trong tay có vẻ rất hung hăng. Phía ngoài thân đám hung thú này lập tức nổi lên một tầng lục mang, rồi hóa thành một cỗ cuồng phong lao đến đập thẳng xuống đầu Hàn Lập. Lông mày Hàn Lập nhíu lại, hắn cũng không có ý né tránh mà thong dong vung tay lên không trung. Kim sắc tiểu kiếm thoáng chốc hiện lên, nhoáng một cái liền biến thành tám đạo kim ti bắn ra vây quanh tám con trường mao thú. Phốc phốc vài tiếng, tám con quái thú ngã nhào xuống. Tám đạo kim ti chợt lóe lên rồi lại biến thành tiểu kiếm như cũ rồi bay trở về, tám cỗ thi thể cùng tiên huyết cứ vậy rơi xuống đất tay kia của Hàn Lập lại khẽ vung lên bắn ra tám đoàn hỏa cầu đánh vào các thi thể. Ánh lửa bùng lên, tất cả thi thể quái thú lập tức biến thành cho tàn trong hỏa quang. Xử lý bọn chúng xong, khuôn mặt Hàn Lập cũng không chút thay đổi, thân hình chợt lóe hóa thành một đạo tàn ảnh rồi biến mất trong rừng. Hàn Lập cũng không phát giác được chính là hắn vừa rời khỏi không bao lâu có một cây đại thụ gần đó đột nhiên lóe lên lục mang, hai con mắt màu xanh mở ra. Con mắt màu xanh biết không chút cảm tình từ từ nhìn về phương hướng Hàn Lập biến mất mắt cũng không hề chớp động. Ở khoảng cách vạn dặm với Hàn Lập Tại trong rừng cây cũng có một thân đại thụ đang mở ra hai con mắt màu lục của nó. Lúc này, lục nhãn lặng yên quan sát mọi hướng. Phía xa hơn trăm trượng có một mảnh đất trống trải, một nam một nữ đang sóng vai đứng đó, trong đó nam tử thân khoác tử bào, nữ tử toàn thân vận màu đen rõ ràng là lũng đông cùng tiểu hồng. Hai người miệng khẽ nhúc nhích truyền âm cho nhau điều gì đó. Trên mặt đất gần đó, có hơn 10 cái xác của trường mau thú. Lũng huynh, dường như thực lực của chúng không mạnh nhưng làm sao chúng có thể phát hiện thuật ẩn nấp của ta mà ngay cả cao giai tu sĩ cũng không thể nhìn thấu thiếu phụ khẽ nhíu mày dùng truyền âm nói đại khái là có liên quan đến con mắt thứ ba của chúng một số yêu thú sinh ra đều có một ít thần thông đặc thù bởi vậy ta và ngươi càng cần phải cẩn thận lũng đông trên mặt có chút kinh nghi nhưng trong miệng lại trả lời như vậy chắc chắn là như vậy chúng ta lên đường thôi nhất định phải tới nơi đó trước tiểu nha đầu nếu không đồ vật kia rất có thể rơi vào trong tay à ta. Thần sắc thiếu phụ trầm xuống, hắc hắc, thật không nghĩ tới người cùng nhà đầu kia lại tham gia nhiệm vụ lần này, dĩ nhiên là đều có mưu đồ riêng của mình. Về phần đồ vật đó đối với lũng ra chúng ta mà nói cũng chỉ là phế vật, nhưng là tiên tử cũng đừng quên ước định trước kia giữa chúng ta đồ vật thuộc về ngươi, còn lại người là của ta. Lũng đông khẽ cười một tiếng quỷ dị, lạnh lùng nói. Hừ, tuy rằng ta cũng rất muốn thiên phượng huyết, nhưng vì đại sự trong tộc nên cũng biết cân nhắc cái nào nặng cái nào nhẹ, thiếp thân rất rõ ràng. Thiếu phụ hư lạnh một tiếng, ha ha, vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi, thanh niên cười vang đầy vẻ đắc ý, lập tức thân hình hai người chấp lên, cùng nhau biến mất vào trong rừng. Ở trong rừng, tại một hướng khác, xuất hiện một đảo hư ảnh vô cùng đạm nhạt di chuyển với tốc độ cực nhanh. Tại một chỗ bí ẩn trong hắc diệp xâm lâm có cấm chế cực mạnh, tại một ngân sắc tiểu thụ cao 6-7 trượng có vài bóng người đang ngồi xếp bằng trong đó một người đột nhiên mở ra hai mắt để lộ hai con ngươi màu bích lục, kim quang trong đó bắn ra từ phía, trong miệng hắn bỗng nhiên phát ra thanh âm quái dị. Những người ở gần đó cũng đồng thời mở to hai mắt, trong đó có một gã có thân hình cao lớn khác người, hắn bỗng nhiên phát ra thanh âm đầy uy nghiêm, tựa hồ đang hỏi han điều gì đó. Nhân ảnh kia mở to hai mắt, rồi cúi gầm mặt xuống, cung kính trả lời vài câu. Người đó sau khi nghe xong, lập tức trầm giọng phân phó một chút. Mấy người khác lập tức đứng dậy, tản ra đứng vây quanh ngân sắc tiểu thụ. Bóng người cao lớn trong miệng hét lớn một tiếng, một tay chỉ về phía tiểu lâm, từ tay bắn ra một đạo lục tuyến, lướt qua ngân sắc tiểu thụ. Nhất thời ngân sắc tiểu thụ rung lên, toàn thân cây tỏa ra ngân sắc quang mang, đồng thời lóe lên rồi phóng ra từng đạo ngân sắc quang trụ lớn bằng chén cơm, mỗi một đạo chiếu lên trên một bóng người. Một màn bất khả tư nghị xuất hiện, bóng người bị quang trụ này chiếu vào, thân hình bỗng trở lên mơ hồ rồi biến mất không thấy bóng dáng hàn lập ở bên kia tự nhiên không biết hành tung của mình đã lọt vào trong mắt người khác mà vẫn ở trong rừng lặng lẽ hành động lộ trình phía sau trở nên thuận lợi thần kỳ dọc theo đường đi ngoại trừ việc ngẫu nhiên gặp được vài con trường mao thú thì không gặp một tên mộc tộc nhân nào điều này làm cho hàn lập vui sướng đồng thời cũng có chút kinh nghi nhưng nghĩ lại thì diện tích khắc diệp xâm lâm quả thật quá lớn đi cả thời gian dài như vậy mà vẫn chưa gặp phải mộc tộc thì cũng không phải điều lạ việc lần này quan hệ đến diệt trần đan hiện tại hắn đã xâm nhập sâu trong rừng tự nhiên không có khả năng rút lui ngay cả trong lòng có chút bất an hàn lập ngoài việc tự nhủ mình phải cẩn thận thêm vài phần thì hai chân vẫn không dừng lại một khắc nào hai ngày sau hàn lập đã đứng ở trên một nhánh cây hai mắt lại nhìn chằm chằm một tòa đại sơn cao trăm trượng cách đó không xa cây cối trên núi đó thưa thấp dị thường ngoài có những cây có niên đại từ rất lâu thì cũng không có thêm loại cây nào hàn lập quan sát đại sơn được hơn nửa ngày bỗng nhiên khẽ lật tay lấy ra một khối pháp bàn hình tam giác đen tuyển bí ẩn. Tại trung tâm pháp bàn, nhú quang chấp động không ngừng. Hàn lập cúi đầu nhìn pháp bàn trong chốc lát, rồi lại nhìn tòa đại sơn, một tay lập tức bắt quyết đánh ra một đạo thanh quang lên pháp bàn. Nhất thời hát quang trên pháp bàn chợt lóe, nhú quang hình cầu bay ra, quay tròn rồi bỗng chốc phun ra một đạo bạch ti mỏng manh, bạch ti đó chỉ về hướng một cây cổ thụ trên đại sơn. Ánh mắt hàn lập khẽ đảo qua, cây cổ thụ này có một nửa đã là tàn mộc cây cao chừng hơn 30 trượng, nửa khúc trên bị cháy đen, giống như vừa bị sét đánh, nửa khúc dưới màu xanh nhưng lại có chút pha vàng, phía dưới gốc lại có chút ít rêu xanh. Hàn Lập nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại rồi đem thần niệm chậm rãi thả ra dò xét phụ cận. Dò xét xong xuôi, Hàn Lập mới mở mắt có vẻ an tâm. Xung quanh không có một bóng người, cũng không có bất cứ dị thường nào. Hai mắt Hàn Lập híp lại cân nhắc một chút, tay áo khẽ động, mấy viên ngân châu lập lòe liền xuất hiện ở trong tay, sau đó hắn lại há miệng, từ trong miệng phun ra một ngân sắc hỏa điều to bằng nắm tay. Hỏa điều này bay quanh thân thể của hắn, biến thành hơn một xích dài, rồi bổ nhào về phía trước, đồng thời cũng đem vài viên ngân châu nuốt vào, tiếp theo thân hình chợt lóe chui vào trong lòng đất không thấy bóng dáng. Sau khi làm xong, Hàn Lập đưa tay về phía chữ vật thủ trạc, trong tay lại xuất ra một chồng trận kỳ thanh quang minh mông, không nói hai lời Hàn Lập nhằm hướng phía trước ném đi. Bảy tám đạo lục mang bắn nhanh ra, bỗng chốc bắn về bốn phía đồi núi rồi biến mất không thấy gì nữa. Hàn lập hai tay bấm quyết, thấp giọng niệm chú, nhất thời bốn phía đồi núi hiện lên một tầng lục sắc linh quang, nhưng dưới pháp quyết của Hàn lập thì lập tức tiêu biến. Nhìn thấy cảnh này, Hàn lập mới thở phào nhẹ nhõm, thân hình từ trên nhánh cây nhảy xuống, chấp động vài cái đã đi ra phía bên cạnh đồi núi. Lục quang chợt lóe, cả người biến mất vô ảnh vô tung. Chương 1372, Mộc tộc. Nhìn từ đàng xa, trên đồi núi tất cả đều như bình thường, tựa hồ không hề chút biến hóa, nhưng thực tế đây chỉ là ảo giác mà thôi. Hàn Lập đã sớm đứng ở trên đồi núi, hơn nữa bản thân đã ở trước cây cổ thụ. Hàn Lập nhìn cây này, trong đầu hồi tưởng về sự việc mà Lũng Đông với thiếu phụ từng đề cập. Theo như lời bọn họ, có thể người của hai tộc nhân yêu nằm vùng sẽ tới đón để giao một số ghi chép tình báo, nhưng nếu quá nguy hiểm không thể tự mình đem đến được thì sẽ đem toàn bộ tình báo gửi lại. Hiện giờ thần niệm của hắn đã sớm đảo qua nơi đây xem ra không có ai đến. Như thế, nhiệm vụ ngược lại càng đơn giản hơn, chỉ cần lấy được đồ vật này là hắn đã đại công cáo thành. Trong lòng cân nhắc như thế, Hàn Lập không hề lưỡng lự bèn vươn tay phất về phía cây cổ thụ. Xuy suy, một đạo thanh sắc kiếm khí phá không bắn tới gốc cây trước mắt, thoáng chốc nó đã một phân thành hai mà ầm ầm đổ xuống. Từ bên trong xuất hiện một ngọc giản, Hàn Lập mặt lộ vẻ vui mừng, tay vung lên đánh ra một chảo nhiếp lấy ngọc giản khiến nó cứ vậy bay lên. Đúng lúc này, phía trên cao có một đạo kim quang bỗng nhiên phá tan pháp thuật của Hàn Lập rồi bay thẳng đến chỗ ngọc giản. Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, không cần nghĩ ngợi liền vung tay đáp trả, thanh quang chợt lóe, một thanh sắc đại thủ xuất hiện chụp xuống kim quang. Khanh khách, một tiếng cười quen thuộc vang lên, kim quang tựa hồ như ảo ảnh bị thanh sắc quang thủ phá tan nhưng ngọc giản vốn là đang bay về phía hàn lập bóng có một đạo bạch ảnh trống giống hiện lên bên cạnh tùy ý khoát tay bắt lấy ngọc giản diệp đạo hiếu hàn lập hai mắt nhíu lại trong giây lát liền nhận ra bóng trắng kia chính là diệp dính hàn huynh xem ra một đường huynh đi khá thuận lợi dễ dàng đi đến đây thiếu nữ cầm ngọc giản trong tay liền cười nói diệp tiên tử có ý gì chẳng lẽ trên đường diệp tiên tử đã gặp phiền toái chăng ta ở nơi tiếp giáp giữa xâm lâm và nhất tuyến thiên đợi mọi người hồi lâu nhưng lại không hề nhận được âm tín mọi người đã xảy ra chuyện gì vậy hàn lập trong mắt hiện lên một tia khác thường rồi hỏi đơn giản ta cùng đám người lũng đạo hiếu ở trong nhất tuyến thiên gặp đám phong giao bất đắc dĩ phải phân tán để thoát khỏi bọn chúng nên chỉ có thể thay đổi phương hướng trên đường gặp một chút phiền toái nhỏ nếu không đạo hiếu sẽ không gặp ta nơi này thiếu nữ cười duyên nhưng lại hiện ra vài phần phong tình hàn lập lại trong lòng dùng mình từ lời nữ tử hắn đã hiểu ra được điều gì hắn còn chưa nghĩ kỹ thì một bên không trung đột nhiên lục quang chợt lóe lưỡng đạo độn quang lại xông tới hào quang chợt tắt hiện ra một nam một nữ nam tử dung mạo anh tuấn còn nữ tử thì xinh đẹp như hoa đúng là lũng đông và thiếu phụ là ngươi quả nhiên ngươi chạy tới trước hai loại thanh âm hoàn toàn bất đồng cả hai người đều cảm thấy kinh ngạc đúng là thiếu phụ thấy hàn lập cũng bình yên tới đây trước có chút ngoài ý muốn nhưng lũng đông vừa thấy thiếu nữ áo bảo trắng lại lộ ra vẻ vui mừng Nguyên lai là lũng huynh cùng hồng đạo hiếu, không phải tiểu muội nhanh chân, mà là nhị vị đạo hiếu chậm một chút thôi. Thiếu nữ áo bảo trắng nhìn hai người, nhẹ nhàng nói. Đồ vật kia, Diệp cô nương đã lấy được rồi chứ. Ánh mắt lũng đồng hướng đến đồ vật thiếu nữ đang cầm trong tay, lộ ra nụ cười giả tạo. Thiếu phụ nhìn thấy ngọc giản kia trong tay thiếu nữ áo bảo trắng, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Đúng vậy, tại hạ cũng là vừa mới đến lấy vật ấy. Kỳ thật, phải là hàn đạo hiếu ở đây trước tiên tiểu muội cũng chỉ tới trước hai vị vài bước mà thôi thiếu nữ phát ra tiếng cười thanh thúy thản nhiên nói hàn huynh nơi đây cũng chỉ có mỗi ngọc giản này sao thiếu phụ trầm mặc xuống bỗng nhiên hỏi như vậy hàn lập trong lòng vừa động nhưng mặt ngoài lại bình tĩnh gật đầu nhìn thấy hàn lập gật đầu thiếu phụ không nói gì lũng đông nhìn thiếu nữ cũng không nói được lời nào mà thiếu nữ áo bảo trắng lại cúi xuống chỉ mỉm cười vuốt vuốt ngọc giản trong tay nhất thời nơi này lập tức trở nên yên tĩnh không tiếng động nhưng không khí vẫn ngưng trọng vạn phần, dường đó là dấu hiệu bão táp sắp bùng nổ. Diệp muội muội phải chăng nên để thiếp thân nhìn qua ngọc giản này một chút. Những người nằm vùng ở mục tộc còn có người hắc phượng tộc, nói không chừng bên trong còn có lưu môn của người bổn tộc. Thiếu phụ thần sắc dịu lại vẻ mặt ôn hòa nói, cũng không dối gạt tỉ tỉ, phải đến mục tộc nằm vùng cũng có người diệp ra chúng ta, không bằng để tiểu muội xem qua trước, sau đó lại giao cho tỉ, thế nào. Thiếu nữ áo bảo trắng bĩu môi một cái, thản nhiên cười. Nghe thiếu nữ nói như vậy, tiểu hồng sắc mặt đại biến, rốt cuộc không thể tiếp tục tươi cười, ánh mắt trở lên âm trầm. Nếu đã lấy được đồ vật này, nơi đây không phải chỗ ở lâu. Ta nên nhanh chóng rời nơi này trước rồi nói sau. Lũng đông cũng bất động thanh sắc nói một câu, tiểu muội đang có ý này thiếu nữ áo bảo trắng đáp ứng. Thiếu phụ giật mình, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Hàn lập cũng không có ý phản đối. Thiếu nữ thấy vậy liền cười, thu ba trong mắt lưu chuyển liên tục, nàng thu hồi ngọc giản trong tay. Bỗng, có tiếng hét lớn, gốc cây cổ thụ gần đó đột nhiên phun ra một đạo ngân mang, tốc độ cực nhanh ngay lập tức bắn đến sau lưng thiếu nữ. Thiếu nữ áo bào trắng tuy chưa quay đầu lại nhưng hừ lạnh một tiếng, thân thể uyển chuyển, mơ hồ biến mất tại chỗ không thấy. Ngay sau đó, thiếu nữ xuất hiện ở một nơi xa cách đó hơn 10 trượng. Khi thân hình mới vừa hiện ra, thì chỗ dưới chân bỗng nhiên lại bắn ra một đạo ngân mang khác. Lúc này đây, thiếu nữ sắc mặt khẽ biến, vai nàng nhoáng lên, dưới chân phát lực cả người lại thoát ra ngoài mấy trượng. Nhưng đúng tại lúc này, tiếng xé gió vang lên, một đạo quang ti đạm nhạt trong suốt như không thấy trong gang tấc đã bắn tới bên cạnh nàng, mục tiêu không phải thiếu nữ, mà là ngọc giản trong tay nàng ta. Thiếu nữ áo bảo trắng cả kinh, vội vàng co tay lại, nhưng đã hơi muộn một chút. Oang một tiếng, ngọc giản lập tức vỡ tan, biến thành vô số mảnh nhỏ. Thiếu nữ kinh sợ, giữa đôi lông mày hiện lên sát khí, phản thủ xuất ra một chảo tóm tấy quang ti trong suốt kia, sau đó kéo mạnh một cái. Phù phù một tiếng, một con cự trùng thân thể trong xuất hiện lên trong hư không. Yêu trùng này, thân dài ba bốn thước, trông như một con cự tàm, thân thể to mọng, phía sau lưng lại sinh ra đôi cánh ve, liều mạng phe phẩy, tựa hồ muốn dẫy ruộng bay ra. Sau khi bị thiếu nữ khống chế, con trùng này tự nhiên không thể bay lên mảy may. Ngọc Giản bị hủy trong nháy mắt, ba người hàn lập nhất thời ngơ ngẩn. Cơ hồ cũng lúc đó, vài viên cổ thụ còn lại bỗng nhiên phóng ra lục quang, nơi đó bỗng xuất hiện vài đạo nhân ảnh, dường như đều trực tiếp từ trong cây sinh ra. Hắc hắc, thật không nghĩ tới, đồ vật này giấu ở nơi đây, nếu không được phải các ngươi vạch đường, thật đúng là khó có thể tìm được. Kể từ nay, một tộc sẽ không còn hậu hoạn, một bóng người cao lớn đảo qua đám người Hàn Lập, trong miệng phát ra ngôn ngữ nhân tộc có chút lạnh lẽo. Hàn Lập vừa trông thấy tướng mạo những người này, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Những người này tựa hồ cùng nhân tộc có chút giống nhau, nhưng là toàn bộ da thịt có màu xanh biếc, ngũ quan tương đồng trừ hai mắt màu tím, quả là độc nhất vô nhị, thậm chí có thể rõ ràng phân biệt được một trong hai gã dáng người thon thả bộ dạng là nữ tính. Những nhân ảnh này đúng là người mộc tộc, điều làm cho Hàn Lập lại hơi giật mình, người mộc tộc tại phần eo hơn phân nửa đều đeo dây lưng màu cam. Tên mộc tộc cao lớn tại dây lưng của hắn ngoài màu cam còn có một đường chỉ màu bạc. Nghĩ tới cấp bậc của mộc tộc, Hàn Lập tâm tư bỗng nhiên như chìm trong vực sâu. Ngân giai, ngươi là ngân giai mộc linh, vừa thấy dây lưng bên hông tên mộc tộc cao lớn, nét mặt thiếu nữ cũng trở lên cực kỳ khó coi. tại hạ ngân giai dưới quyền linh sư mộc thụy, các vị đều đã tới nơi đây rồi cũng đừng trở về nữa. tạm thời ở lại bổn tộc làm khách một thời gian. tên mộc tộc cao lớn không chút biểu tình lên tiếng, sau đó vung tay lên phía sau người mộc tộc có dây lưng màu cam, đồng thời khẽ xoay người, hai tay nhấn mặt đất một trường. nhất thời một tầng lục mang với tốc độ không thể tưởng tượng lan tràn đi bốn phương tám hướng. Hàn Lập cùng thiếu nữ áo bảo trắng đang đứng trên mặt đất, cả hai không chút nghĩ ngợi lập tức bay vút lên. Ầm ầm tiếng nổ lớn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ảo thuật cấm chế do Hàn Lập thi triển lúc trước trong nháy mắt đã bị một cỗ vô hình lực đánh cho tan rã. Ảo thuật vừa mất, tất cả bốn phía đồi núi nhất thời hiện ra. Một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy chỗ lục quang đi qua tất cả cây cối nơi đó liền hóa thành từng con trường mau thú. Trong tay cầm giữ từng kiện từng kiện đủ loại binh khí. Vì mau màu sắc khác nhau, tất cả hóa thành một trận yêu phong bay lên không trung. Đại khái chừng mấy ngàn con trường mau thú, tất cả đều bao vây lấy khu đồi núi nơi này chật như nêm cối. Lũng đông cùng thiếu phụ thấy được như vậy thì sắc mặt nhất thời trở lên không còn chút máu. Hàn lập khóe miệng khẽ co giật, cũng lộ ra một nụ cười khổ, chỉ có thiếu như áo bảo trắng thần sắc âm trầm dị thường nhìn sang mộc linh mộc thủy. Không thể biết được nàng ta đang nghĩ gì, bồn tộc gần ngàn năm mới nghiên cứu ra mộc vượn thú, nếu là các người xem qua ngọc giản đó thì trong đó chắc hẳn có ghi lại nhưng hiện tại, hắc hắc. Một thụy vẻ mặt tuy đờ đẫn dị thường, nhưng trong miệng cố tình phát ra tiếng châm chọc. Động thủ, một thanh âm cực kỳ xa lạ vang lên trong hư không, đám người hàn lập ngẩn ra không biết sao lại thế. Thiếu nữ áo bào trắng đột nhiên miệng hé ra, phun ra một đạo xích hồng huyết quang, bỗng nhiên biến thành mấy đạo hồng sắc huyết ti, ngoại trừ ngân Giai mộc linh thì bắn tới tất cả các mộc linh ở nơi đây. chương 1373, sáu tay sơ hiện vài tên mộc linh cả kinh lục quang trên người chấp động hoặc là hiện lên một chiếc mộc giáp thuẫn hoặc là miệng phun ra một đoàn lục hà muốn đánh hạ huyết ti của thiếu nữ nhưng huyết ti này chẳng biết được cô động từ vật gì mà phảng phất như như hư ảnh có thể xuyên thủng phòng ngự huyết ti chợt lóe đã bắn vào người mộc linh toàn thân mộc linh hiện lên huyết quang trong nháy mắt bị từng sợi từng sợi huyết sắc ti võng cuốn chặt nhất thời mộc linh không thể dãy dụa thoát ra trong lúc đó Cây cổ thụ vốn bị Hàn Lập dùng kiếm khí chém thành hai nửa lúc trước bỗng xuất hiện hai đạo kim ảnh nhàn nhạt bổ nhào về phía Mộc Thụy. Mộc Thụy hừ lạnh một tiếng, hai tay khẽ tụ lại. Nhất thời lưỡng đạo ngân quang chợt lóe rồi đánh lên phía trên kim ảnh. Rầm rầm hai tiếng trầm đục vang lên, kim ảnh nổ tung tạo thành vô số điểm kim quang văng tứ tán khắp nơi bắn vào ngân giai Mộc Linh. Giống lớn một tiếng, bốn phía Mộc Thụy bỗng nhiên hiện ra một mảnh kim sắc phù văn tạo thành pháp trận, linh quang đại phóng, đem cao giai Mộc Linh bao bọc vào trong. Trong mắt một thủy tử mang co rút lại, hai tay hắn lại hợp lại, giữa lòng bàn tay hiện lên một đoàn ngân quang trói mắt, sau đó tạo thành vô số đạo ngân mang bắn ra bốn phương tám hướng một cách mãnh liệt. Tiếng nổ ầm ầm truyền đến, ngân mang kim phù đan vào nhau, kim sắc phù văn này không biết là thần thông của quái gì lại có thể ngạnh kháng đỡ một kích của ngân giai mộc linh, chỉ có một phần nhỏ phù văn bị đánh tan. Màn này làm cho mộc linh cấp cao như mộc thủy trong lòng kinh sợ vô cùng. Không chút lưỡng lự, hai tay trong lúc đó lại hiện lên ngân quang, ngưng tụ quang đoàn khác còn trói mắt hơn so với lần trước vài lần nhưng lúc này vừa thấy ngân giai mộc linh cùng các cao giai mộc linh khác tất cả đều bị cuốn lấy hàn lập cùng lũng đông mặc dù có chút kinh nghi nhưng đơ có thể đứng đây mà chờ chết nên lúc này mừng như điên cả hai đều vận dụng thần thông bảo mệnh lập tức hướng bốn phía bắn đi trong lúc đó thiếu phụ hai tay bắt quyết thân hình lộn một vòng hạ xuống mặt đất trong nháy mắt đã hóa thành một con hỏa phượng diễm lệ dị thường cả người bốc lên yêu diễm màu đen cuồn cuộn rồi xông vào trong đám mộc viên mặc cho các loại vũ khí trong đàn cử viên tới tấp đánh tới nhưng tất cả đều nhanh chóng hóa thành cho tàn. Trong chớp mắt, hỏa phượng này đã phóng ra phía xa hơn trăm trượng. Lũng đông sắc mặt ngưng trọng, miệng nuốt vội một viên ngũ sắc đan dược, sau đó trong miệng lẩm bẩm niệm chú, trên người lại hiện lên một bộ cánh chiến, trên chiến giáp còn hiện ra một ngũ chảo kim long hư ảnh. Một tiếng long ngâm cao vút, tiếp theo nó xoay quanh một vòng rồi nhập vào người lũng đông. Lập tức nốt ruồi đỏ trên người hắn đại phóng kim quang, cả người chợt hóa thành một đạo kim hồng dài hơn 10 trượng phá không bay đi. Trong đoàn kim mang đang bay vọt đi này còn mơ hồ hình bóng ngũ trảo kim long. Những nơi kim quang đi qua, tất cả những gì ngăn cản phía trước đều lập tức hóa thành một chùm huyết vũ. So với thủ đoạn đào tẩu kinh thiên động địa của hai người kia thì Hàn Lập lại lặng yên không tiếng động, sau lưng phát ra một tiếng sấm rền, một đôi vũ xí màu xanh hiện lên. Tiếp theo, hắn hé miệng, phun ra vài đoàn tinh huyết đỏ đậm tinh huyết này vây quanh thân thể quay tròn một vòng sau đó liền biến thành một mảng huyết vụ bao phủ thân hình hắn vào trong đó huyết vụ quay cuồng vài lần rồi sau đó hóa thành một đạo huyết ảnh bắn đi như một ánh chấp xuyên thủng tất cả những con mộc viên thú cản đường cuối cùng xuất hiện ở cuối chân trời lóe lên thêm lần nữa huyết ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy tâm tích hàn lập với tu vị hóa thần thi triển ra huyết ảnh đột nếu so với hắc phượng cùng lũng đông biến thành kim quang thì nhanh hơn gấp bội hai người kia ở trong độn quang nhìn thấy hành động của Hàn Lập thì không khỏi ngây người. Còn thiếu nữ áo bào trắng thì lại khác, chỉ thấy tay nàng lật lên ngay lập tức một lưỡi đao hồng quang lập lòe đã xuất hiện ở trong tay. Cũng không thấy nàng bắt quyết hay niệm chú gì mà chính là nhẹ nhàng vung đao này về hướng xuất hiện nhiều mộc vượn thú nhất. Nhất thời, thiên địa nguyên khí trong khoảng không nơi đó xảy ra dao động, một đạo xích hồng đao quang dài hơn trăm trượng trông như kình thiên cự trụ từ từ hiện lên trong hư không, sau đó cũng từ từ chém xuống. Nơi ánh đao chém xuống, những mộc viên thú bị bao phủ bên trong liền đại loạn hoảng sợ, muốn thoát ngay khỏi chốn này. Điều không thể tưởng tượng được chính là tất cả thân hình mộc viên khẽ run nhẹ rồi đều tự cháy. Hơn trăm con mộc viên thú bên trong hồng sắc hỏa quang biến thành một đống cho tàn. Phía trước lập tức xuất hiện ra một thông đạo thẳng tắp. Ánh đao khủng khiếp đó lúc này cũng quỷ dị biến mất. Lúc này tại gốc cổ thụ không trọn vẹn lúc trước dấu ngọc giản bỗng xuất hiện một lục sắc hỏa điều đột nhiên bắn ra rồi hóa thành một đạo lục mang nhập vào thân thể thiếu nữ. Thiếu nữ áo bào trắng thấy vậy, trên mặt hiện lên nét vui mừng, nàng hít sâu một hơi, thân hình nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ, sau khi hiện lên thì đã xuất hiện trong thông đạo. Tiếp theo thân hình nàng lại quỷ dị biến mất rồi lại hiện lên một cách quỷ dị ở phía cuối thông đạo. Thiếu nữ không nói hai lời, lập tức hóa thành một đạo bạch hồng phá không bay đi, độn quang như ẩn như hiện, sau mấy nhịp thở thì đã biến mất ở cuối chân trời. Độn thuật quỷ dị này tuyệt đối không dưới huyết ảnh độn của Hàn Lập. Mộc thụy vốn vẫn đang bị kim sắc phù văn vây lấy trong tay lại bộc phát ra ngân quang. Lúc này, ngân quang mang uy lực lớn hơn lần trước, một kích đã đem hơn phân nửa kim phù đánh cho tiêu thất, số còn sót lại vẫn xoay tròn không ngừng xung quanh mộc linh này. Mộc linh này trên mặt không chút biểu tình, nhưng tử mang trong mắt chợt hiện lên, đột nhiên dương tay phát ra âm thanh cao vút. Tại khoảng không gần đó một viên thú liền trở lên xôn xao, chúng lập tức phân công nhau đuổi theo các hướng độn quang. Cùng lúc đó, trong rừng rậm u tối, tiếng hô ứng cũng vang lên, âm thanh cao vút. Hàn Lập vẫn chưa ngừng thúc giục huyết ảnh độn, hắn nhìn về đằng sau không còn thấy người đuổi theo, lúc này đem huyết quang thu lại, liền biến thành một đạo thanh hồng tiếp tục bỏ chạy. Nhưng sắc mặt hắn lúc này so với ban đầu đã tái nhợt hơn vài phần. Xem ra, liên tiếp hai lần vận dụng huyết ảnh độn, làm cho nguyên khí thật sự tổn thương. Chẳng qua, phía sau có thể sẽ có ngân giai mộc linh đuổi theo, hắn sao lại dám có chút lơi lỏng. Tồn tại này tương đương với nhân tộc hợp thể kỳ, hắn có tự phụ có nghịch thiên thần thông nhưng cảnh giới kém xa cũng quyết không dám hy vọng có cơ hội chiến thắng khi giao thủ. Cho dù đối phương chỉ là ngân giai hạ vị, lần này nếu không phải có người khác âm thầm ra tay tương trợ bỗng nhiên dùng bí thuật vây khốn vị ngân giai mộc linh này thì chỉ sợ bọn họ không có cơ hội chạy trốn, nhưng hiển nhiên loại kim sắc phù trận này cũng vô pháp vây khốn được bao lâu mấy người tản ra mà chạy ai cũng có thể bị ngân giai mộc linh này để ý hắn cũng không dám dừng lại mảy may tuy rằng hàn lập không dùng huyết ảnh độn nhưng thanh sắc đột quang của hàn lập cũng không hề chậm sau lưng lại có phong lôi xí không ngừng quạt lên mà mỗi một lần chớp động cũng làm cho đột quang gia tốc thêm vài chục lần khiến độn tốc của hắn cực nhanh hoàn toàn không kém luyện hư tu sĩ chẳng qua hàn lập cũng không dám quay đầu lại chỉ chăm chú chạy thật nhanh về phía trước siêu siêu vài cái tiếng xé gió từ phía dưới truyền lên lập tức vài đạo kình phong kỳ quái bắn nhanh đến, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, độn quang liền dừng lại trên không trung. Ba đạo thanh quang từ phía dưới chợt lóe bắn sạt qua cách thân thể Hàn Lập chỉ có vài thước. Vừa rồi nếu không phải Hàn Lập dừng nhanh độn quang thì chỉ sợ lập tức sẽ bị ba đạo thanh quang này xuyên thủng thân thể. Hiện giờ ba đạo thanh quang đang xoay tròn, hóa thành ba gã mộc tộc, mỗi người đều cầm trong tay thanh sắc mộc. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua bên hông ba người, nhìn thấy màu sắc dây lưng ba người đang đeo thì lúc này trong lòng buông lòng. Ba người này chỉ tương đương với nguyên anh tu sĩ ở nhân tộc, tồn tại này đương nhiên Hàn Lập sẽ không để ý nên cũng không thấy Hàn Lập vận dụng pháp bảo gì, chỉ thấy phong lôi xí sau lưng khẽ phất lên, một đạo điện hồ màu xanh lập tức được phóng ra. Lôi điện cực nhanh, chỉ chớp mắt đã trên trước mặt tên Mộc Linh đứng giữa. Mộc Linh này trên mặt không lộ sắc thái, từ mang trong mắt nhanh chóng co rụt lại nhưng không hề sợ hãi huy động Mộc Mâu đâm thẳng đến bụng dưới Hàn Lập. Mộc Mâu chưa kịp chạm thân thì đã nổ tung thành vô số đạo thanh sắc tiêm mang phảng phất muốn trong nháy mắt muốn xuyên thủng trăm lỗ trên người Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập phát lạnh, hai tay kim quang đại phóng, trong phút chốc hiện ra một tầng kim sắc lân phiến trong suốt, thanh mang này đâm đến trên thân thể chỉ phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai, tất cả đều bị bắn ngược trở lại, không có chút tác dụng. Cùng lúc đó, cánh tay Hàn Lập chấp lên tóm lấy thanh mộc mâu thứ hai đang đâm tới, mặc cho mộc linh liều mạng co lại thế nào nhưng mộc mâu vẫn im lìm bất động trong tay hắn. Thanh khí trên mặt mộc linh chợt lóe, hắn không chút do dự buông bỏ mộc mâu ra thân hình bắn về phía sau động tác mau lẹ như sao băng nhưng cánh tay kia của hàn lập lại kéo dài hơn một xích giống như thuấn di xuất hiện trước ngực mộc linh năm ngón tay như lợi kiếm đâm thẳng vào trong ngực một tiếng động cực kỳ nhỏ vang lên thân thể mộc linh chỉ như mảnh giấy bị hàn lập mạnh mẽ phá rách từ sau lưng mộc linh đã thò ra năm ngón tay hàn lập đang nắm một viên tinh thể như bảo thạch từ lúc hàn lập đón đỡ một kích của mộc linh đứng giữa cho đến khi xuyên thủng ngực hẳn nói thì chậm nhưng thực ra chỉ là trong trước mắt. Hai mộc linh thấy vậy, trong miệng phát ra tiếng kêu quái dị, chói tai. Một kẻ trong đó liền hé miệng phun ra một đoàn hoàng hà bắn tới, mộc mâu trong tay cũng vung lên, biến hóa ra vô số đạo hư ảnh đem hơn phân nửa thân thể Hàn Lập bao lại. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, định thu hồi xong trưởng đâm xuyên ngực đối thủ lúc nãy. Nhưng chuyện tình hắn không ngờ tới xuất hiện. Một tay đâm xuyên thân thể Mộc Linh cùng cánh tay kia bắt lấy Mộc Mâu lúc trước, đồng thời bị lục quang vây lấy, sinh ra một cỗ hấp lực lớn đến khó tin. Song trường khẽ nhoáng lên một chút, thế nhưng không thể rút ra. Trong chốc lát, đoàn hoàng hà kia đã tới phía trước mắt, thứ này phun ra ra vô số thanh mang, đâm thẳng xuống. Trên mặt hiện lên Hàn Lập một tia quỷ dị, khẽ mấp máy môi, tựa hồ đang niệm chú. Nhất thời trên người hắn kim quang đại phóng, dưới xương sườn hư ảnh chợt lóe, bốn cánh tay màu vàng mơ hồ hiện lên. Chương 1374, lui địch, bốn cánh tay màu vàng này kim quang óng ánh rực rỡ vô cùng. Một cánh tay màu vàng khẽ động xuất ra một quyền đánh tan hà quang trước mắt. Một tay khác lại hoa lên trong trong hư không, nhất thời kim sắc hào quang hiện lên, dễ dàng đỡ lấy thanh mang đầy trời. Cùng lúc đó, hai kim tí khác lại nhắm ngay vào người hai mộc linh, mười ngón bắn ra mười đạo kim sắc kiếm khí, trong nháy mắt đã tới trước người hai mộc linh. Hai mộc linh khiếp sợ, trên người hiện ra thanh sắc mộc giáp, tiếp đến chúng liên thủ tạo ra thêm một hoàng sắc mộc thuẫn ngăn chặn kiếm quang nhưng là mười đạo kiếm khí đó chính là thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể biến thành, sắc bén vô cùng. Bóng kiếm chợt lóe đã đem hai mộc linh chém nát, thân thể hai mộc linh trong nháy mắt biến thành mấy khối thịt vụt. Nhưng Hàn Lập vẫn không chịu dừng tay, hai cánh tay màu vàng đó vẫn không ngừng huyễn hóa, kiếm quang tuôn ra nhiều vô kể, trong nháy mắt đã đem hai mộc linh bao phủ vào kim quang, hai đám huyết vũ theo đó rơi xuống. Hàn Lập lúc này mới hít một hơi thật sâu, song trưởng bị kiềm giữ đột nhiên run lên, trên hai cánh tay bỗng xuất hiện phù văn kim quang quỷ dị. Thân thể Mộc Linh cùng thanh sắc trường mâu lúc nãy còn kiềm giữ Hàn Lập vừa tiếp xúc với kim quang nhất thời run rẩy rồi vỡ vụn thành từng khúc, cuối cùng hóa thành một đoàn thanh sắc mộc phấn, theo gió tan mất. Hàn Lập thu về hai tay, trên người kim quang chợt tắt. Mặt khác, bốn cánh tay màu vàng mơ hồ cũng biến mất không thấy tăm hơi. Lần này chỉ là đối phó mấy tồn tại cấp nguyên anh vậy mà đã vận dụng phạm thánh chân ma công đệ nhị quyết, thật đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà chẳng qua cảnh giới của công pháp này còn thấp không thể phát huy thần thông chân chính nên không thể dùng trong khi chiến đấu với cường địch chân chính cùng lắm chỉ có thể xuất ra nổi một ít công dụng ngoài ý muốn dùng làm thủ đoạn đột kích bất ngờ mà thôi nhưng khi tu vi tiến vào luyện hư tu luyện tới đệ tam quyết chân chính là pháp thể song tu lúc đó phạm thánh chân ma công mới hiển lộ ra uy lực của mình chắc chắn là không dưới uy lực của công pháp đỉnh giai đối với việc này hắn cũng có vài phần tự tin Hàn Lập cân nhắc một chút rồi lại hóa thành một đạo thanh hồng lao đi. Trên đường, Hàn Lập lại đụng phải vài ba người mộc tộc chặn lại. Mấy người mộc tộc này, tu vi mỗi người cũng không quá cao, phần lớn là mộc linh tương đương với cấp bậc nguyên anh của nhân loại, thậm chí còn xuất hiện cả đê giai mộc linh. Đối với những mộc linh này, Hàn Lập tránh được thì sẽ tránh, nếu không tránh được thì liền thi triển thủ đoạn đột ngột đánh gục đối phương, không để cho đối phương dây dưa kéo dài thời gian. Kết quả, sau một đường chạy như điên, đến gần nửa ngày sau Hàn Lập rốt cục lại gặp phải phiền toái. Ở trước mặt hắn, lại xuất hiện hai gã mộc linh eo buộc dây lưng màu tím, một kẻ dáng người khôi ngô, kẻ còn lại dáng người thon thả rõ ràng là một nam một nữ. Phía sau hai người, bốn đầu mộc viên thú màu lông trắng bạch cũng đứng đó, viên thú này thân cao bảy tám trượng, mỗi con đều cầm một cây hoàng sắc đại côn. Bốn con mộc viên thú này ánh mắt rực sáng nhìn về hướng Hàn Lập, dường như thông linh dị thường, mơ hồ linh trí đã mở ra, khiến cho Hàn Lập cảm nhận được một loại khí thức cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ uy hiếp cũng không dưới đôi nam nữ mộc linh kia. Mà hai gã mộc linh kia đã là tương đương với tổn cấp hóa thần tại nhân tộc, cũng không phải hạng dễ đối phó. Hiện tại Hàn Lập cách khắc diệp xâm lâm cũng gần ngàn dặm, hắn nóng lòng muốn lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm này nên tất nhiên không có tâm tư chiến đấu cùng mấy người kia. Hàn Lập bị ngăn lại, trên mặt sát khí tràn ngập, hắn nhìn bốn con cự viên phía đối diện, nét mặt băng hàn dị thường đột nhiên một tay hắn vỗ vào sau ót, từ đó phóng ra một mảng lớn hôi quang, hôi quang cuộn tròn một cái bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành một quang hoàn cự đại kỳ lạ vô cùng, nó lớn chừng hai ba mươi trượng, quay tiếp trên không trung. Động tĩnh này lập tức đã thu hút sự chú ý của địch nhân. Cùng lúc đó, ống tay áo hắn run lên, 72 tiểu kiếm không tiếng động bắn ra lặng yên bay về bốn phương tám hướng. Hắn định dùng nguyên từ thần quang thu hút sự chú ý của đối thủ, sau đó mới dùng đại canh kiếm trận đem đại địch bao vây. Cùng thời gian này, vẻ mặt tiểu hồng tái nhợt, nàng đang trôi nổi giữa không trung hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy đạo lục ảnh ở phía trước, bên hông ba gã mộc linh buộc dây lưng màu tím. Tại một hướng khác, lũng đồng biến thành kim quang liên tục phóng đi, ở ngay sát sau, một kim sắc mộc viên bộ lông như vàng dòng đang khiêng một cây ô hắc OH cự phủ quanh thân ngũ sắc hà quang lưu chuyển không ngừng đang cực nhanh đuổi sát không tha. Hư ảnh ngũ trảo kim long trong bám trên thân lũng đồng đã bị tán đi, hắn quay đầu nhìn lại sau lưng thấy kim mau mộc viên giữ tận dị thường, không hề có ý định dừng tay mà ngược lại còn điên cuồng không ngừng thúc giục độn quang. Phía xa xa hơn trăm dặm, khu vực ven hắc diệp xâm lâm. Một đạo bạch hồng đang phi độn qua để lại tiếng rít gió chói tai, ở ngay phía sau vài dặm có một đạo ngân quang kiên trì theo đuổi. Hai người kẻ truy kẻ chạy, trong chớp mắt đã phóng ra xa cả ngàn trường. Đạo bạch hồng nhất thời không thể rứt ra khỏi sự truy đuổi của ngân quang, mà ngân quang cũng vô pháp có thể lập tức đuổi kịp bạch hồng, lưỡng đạo độn quang thoáng chốc lao ra khỏi rừng rậm để lại hắc diệp xâm lâm ở đằng sau. Hàn lập thân hình huyền phù trên không trung, nhìn vô số đạo kim ti ngưng tụ thành một đoàn trong kiếm trận, rốt cục cũng đem một đầu kim vào mộc viên cuối cùng cắt thành vô số khối, lúc này than nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun một tiếng, thu. Tại hư không phía trước, bỗng nhiên có mấy trăm đạo kim sắc kiếm quang phóng lên cao, ông Minh không ngừng, kim quang đại phóng rồi trở lại thành 72 khẩu tiểu kiếm như cũ. Tiểu kiếm này quay tít một vòng trên không trung, sau đó tất cả hướng về Hàn Lập. Tay áo Hàn Lập run lên, tất cả tiểu kiếm nhập trong đó không thấy bóng dáng. Hắn bắt đầu đưa mắt nhìn khu trung tâm kiếm trận lúc nãy vẫn còn có nhiều huyết vụ chưa tan hết. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, 72 lưỡi phi kiếm bày ra đại canh kiếm trận uy lực to lớn hơn hẳn dự đoán của hắn, hai tử giai mộc linh cùng bốn con ngân sắc mộc viên nhất thời đại ý bị kiếm trận vây bên trong đã bị kiếm ti trong kiếm trận chảm sát sạch sẽ, không hề có lực kháng cự. Xem ra theo như lời lũng đông thanh nguyên tử với tu vi luyện hư kỳ lấy uy lực kiếm trận chống lại tu sĩ hợp thể kỳ, chỉ sợ là chuyện có thật. Trong lòng Hàn Lập tuy có cân nhắc, nhưng lúc này cũng không phải lúc suy nghĩ nhiều hắn liền đem phi kiếm thu lại sau đó liền thi triển độn quang phóng nhanh đến ven rừng rậm. Sau nửa canh giờ, Hàn Lập đã bay khỏi rừng rậm. Vừa ra khỏi rừng rậm này được chăm dặm, Hàn Lập lấy từ trong ngực lấy ra thái nhất hóa thanh phù sau đó lập tức dán lên trên người. Nhất thời thân hình hắn liền hóa thành hư không, hoàn toàn ẩn nấp. Kể từ đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó thay đổi phương hướng tiếp tục bay đi. Ngay khi hắn rời đi không bao lâu, từ phía sau hắc diệp xâm lâm lưỡng đạo hoàng sắc độn quang lại tới, hào quang chờ tắt, hiện ra hai gã mộc linh dây lưng màu da cam hiện ra. Hai gã mộc tộc này đúng là hai kẻ trong đám cao dai mộc linh lúc trước đi theo ngân dai mộc linh bị thiếu nữ áo bảo trắng thi pháp tạm thời vây lấy. Ban đầu bọn họ dừng lại ở chiến trường trước đó không lâu của Hàn Lập, sau đó lại thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu nhưng cuối cùng không thể tìm được manh mối gì của Hàn Lập nên đành phẫn nộ quay về. Hàn Lập cũng không biết rằng hành động cẩn thận của mình làm cho bản lại tránh được một kiếp nạn. Nếu không một khi bị hai gã cao dài một linh cấp luyện hư đuổi theo thì hắn không thể bình yên thoát than. Sau khi đã rời xa cả ngàn dặm, xác định thật sự đã thoát khỏi sự truy tung của người mộc tộc, Hàn Lập hai tay bấm niệm pháp quyết, nhất thời phù văn trên người trượt lóe, thân hình khôi phục nguyên trạng, đồng thời trong thân thể có một đoàn linh quang bay ra lại trở lại như cũ hóa thành thái nhất hóa thanh phù như cũ hai ngón tay hàn lập khẽ nắm lấy phù rồi khẽ úp tay xuống phù này lập tức biến mất không thấy hàn lập cẩn thận nhìn xung quanh một phen mới lặng yên hạ xuống một tòa núi nhỏ phía dưới sắc mặt âm trầm bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng lúc này trong lòng hắn cũng buồn bực dị thường khối ngọc giản bị người mộc tộc bất ngờ phá hủy chẳng lẽ nhiệm vụ này đã thất bại nếu là như thế không thể có số lượng lớn diệt trần đan thế thì hắn phải trở lại thiên nguyên thành. Không đúng, về sau, đột nhiên có người ra tay vây lấy ngân giai mộc linh chắc chắn phải là người được hai tộc phái đến một tộc nằm vùng, nếu là như thế thì khối ngọc giản lúc trước cũng không nhất định là thật. Nói không chừng tình báo chân chính một tộc vẫn là đang ở trên người của người này, chỉ cần tìm được người này, nhiệm vụ vẫn có thể hoàn thành. Hàn lập tâm niệm nhanh chóng suy tính, hắn cảm thấy được việc này vẫn còn hy vọng. Xem ra phải tìm được thiếu nữ áo bảo trắng mới được về phần làm thế nào tìm được hàn lập gương mặt khẽ động khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị bỗng nhiên tay á hắn run lên bắn ra một đoàn hư ảnh hư ảnh này xoay quanh một vòng liền biến thành một con báo nhỏ to bằng bàn tay đang sắp trên mặt đất đúng là con báo lân thú kia con thú này hướng đôi lục nhãn của mình nhìn hàn lập sau đó kêu lên vài tiếng hàn lập cũng không nói chuyện trong tay linh quang chợt lóe bỗng nhiên xuất ra một thanh sắc pháp bàn tiếp theo trong miệng hắn lẩm bẩm một tay hướng hư không xuất ra một chảo. Nhất thời một đoàn nhũ quang lớn bằng trong pháp bàn từ từ bay ra cách pháp bàn nửa thước mới bắt đầu dừng lại. Trong miệng Hàn Lập phát ra tiếng cười, hướng tiểu thú tùy ý vẫy tay. Báo Lân thú lại chỉ ngáp vài cái, căn bản không có chuyển động, ngược lại vẻ mặt lộ ra một bộ dạng dương dương tự đắc. Hàn Lập có chút hết chỗ nói, ở mộc tộc, hắn để con thú này cùng đề hồn thú ở chung vài ngày, như thế nào nó lại nhiễm tật ngủ ngày của đề hồn. Chẳng qua hiện tại cũng không phải lúc cùng con thú này so đo chuyện nhỏ nhặt này, một tay hướng chữ vật thủ chạc tìm tòi rồi lấy ra một chiếc bình nhỏ màu xanh biếc, từ trong bình đổ ra một viên đan được đỏ tươi như máu rồi ném đến chỗ tiểu thú. Báo lân thú vốn có bộ dạng hiếu khí vô lực, lập tức tinh thần phấn chấn, cả người hóa thành tàn ảnh nhảy đến không trung nuốt lấy đan dược sau đó xun xoe hướng hàn lập gầm nhẹ vài tiếng, bộ dạng dường như muốn lấy lòng. Hàn lập cũng không nói chuyện, một tay hướng trên viên bàn quang điểm một cái hắn cũng không cần nói gì trong nháy mắt đem ý tứ thông qua thần niệm truyền lại cho con thú này. Tiểu thú không chút do dự, thân hình khẽ động, ngay sau đó xuất hiện trên pháp bàn. Nó nhìn quang điểm trên không trung vài lần, lông đầu khẽ xù lên rồi nuốt thẳng nhũ quang này vào trong bụng. chương 1375, Mộc Phượng, hai mắt xanh biếc của báo lân thú nhắm lại hồi lâu bỗng nhiên mở to, khẽ gầm nhẹ một tiếng. Hàn lập thấy vậy, mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn từ khi thu phục con thú này, không lâu trước đó đã phát hiện trừ bỏ thân pháp cực nhanh của tiểu thú, thân thể cứng rắn hơn sắt thép thì nó vẫn còn một loại thần thông thần kỳ là tìm kiếm vật. Chỉ cần để con thú này cảm ứng qua đồ vật nào đó, bất luận vật chết hay vật còn sống thì nó đều có thể không quản đối phương dùng cấm chế ẩn nấp gì chỉ cần ở trong vòng trăm vạn dặm sẽ tìm ra chuẩn xác. Thiên phú truy tung này không phải dựa vào khứ giác, mà là một loại thần thức cảm ứng kỳ diệu ít nhất Hàn Lập cũng tự nhận bản dưới tình huống không dùng thái nhất hóa thanh phù thì cũng không thể thoát khỏi sự truy tung con thú này. Về phần điểm bạch quang trong pháp bàn, chính là tinh khí linh thuần của thiếu nữ áo bảo trắng lúc xuất phát giao cho để liên hệ cũng giống như những người khác. Tiểu thú cảm ứng một lúc, đầu lâu khẽ nghiêng nghiêng, tựa hồ cân nhắc điều gì, nhưng một lát sau tứ chi vận động liền hóa thành một đạo hư ảnh bắn nhanh đi. Hàn Lập cũng không vội vã đi theo, mà một tay bấm quyết niệm thần chú, bỗng nhiên hướng phía dưới đánh ra một đạo thanh quang. Kết quả từ dưới mặt đất truyền ra một tiếng tiêm minh, theo đó một đoàn ngân sắc hỏa diễm đột nhiên bay ra, bên trong ẩn ẩn có một con hỏa điều đang bay lượn. Đúng là phệ linh thiên hỏa lúc trước khi ở hắc diệp xâm lâm hàn lập thả ra ngầm ẩn núp. Sau này vì nhiều lý do, hàn lập từ rừng rậm đào thoát ra ngoài vẫn chưa thu hồi hỏa điều này. Cũng may hỏa điều này sớm đã được luyện hóa, cho dù độn tốc của hắn có nhanh hơn nữa thì nó vẫn có thể theo sát không rời. đương nhiên hỏa điều này cũng không phải là linh thú chân chính để duy trì hình thái thì phải tiêu hao một ít pháp lực. Nhưng một chút tiêu hao đó Hàn Lập cũng không để ý lắm. Thấy vệ linh hỏa điều cũng không vấn đề gì, Hàn Lập vừa lòng gật đầu chỉ tay xuống dưới, hỏa điều này lại nhập vào lòng đất biến mất không thấy bóng dáng. Nơi này vẫn đang rất nguy hiểm, hắn cũng sẽ không dễ dàng đem hỏa điều này thu hồi, đành tiếp tục để nó bên ngoài cơ thể làm đòn mai phục tối hậu khi cần thiết. Xong tất thảy mọi việc, Hàn Lập hòa vào linh quang chói lòa hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh đi, chỉ chớp lên vài lần đã đuổi sát báo lân thú. Tiểu thú theo phía bắc mà đi, ước chừng đi được một thời gian dài, rồi đột một lại biến đổi sang một phương hướng khác. Hàn lập cảm thấy nao nao, nhưng không nói gì, cũng tùy theo đó mà cải biến phương hướng. Nhưng tiếp theo, báo lân thú lại liên tiếp thay đổi phương hướng mấy lần. Điều này làm cho sắc mặt Hàn lập trở lên ngưng trọng. Biểu hiện của báo lân thú như thế chứng tỏ Diệp Dĩnh vẫn còn đang không ngừng di động, xem ra tựa hồ bị người nào đuổi theo. Nếu không, sẽ không thường xuyên biến hóa phi độn thay đổi phương hướng bất quá hắn cũng không e ngại nhiều lắm với thần thông hiện tại chỉ cần hắn không nằm trong vòng vây của địch nhân cực mạnh hoặc là bị địch nhân dồn toàn lực đuổi giết thì việc bảo mệnh cũng có vài phần tự tin mà nàng ta lại liên quan đến diệt trần đan của bản thân nên hàn lập càng sẽ không dễ dàng lui bước mặt không chút thay đổi theo sát báo lân thú hóa thành một đạo thanh hồng phi độn nhanh như điện chấp truy tung đã ba ngày ba đêm nhưng hàn lập vẫn không thể đuổi kịp nàng ta Bất quá đến sáng ngày thứ tư, độn quang phi qua một khu vực chỉ nước là nước, mặt nước màu xanh biếc nhìn không thấy cuối, ở phía trước độn quang của báo lân thú cũng bỗng nhiên ngừng lại. Tinh thần hàn lập chấn động, thanh quang chợt lóe đã đi đến bên cạnh tiểu thú. Báo lân thú khẽ rụi đầu vào người hàn lập, thấp giọng ô ô vài tiếng, tựa hồ muốn nói điều gì. Nếu là những người khác thì cũng không biết con thú muốn nói gì, nhưng hàn lập lại mừng rỡ hỏi một câu. Cái gì, người ấy ngay tại phía trước cách đây không xa và đã ngừng lại đang ở nơi đó sao tốt lắm ta đã hiểu người trở về đi ngón tay hàn lập bắn ra một viên đan hoàn màu hồng dược hương thơm lừng báo lân thú nhanh chóng nuốt đan hoàn vào bụng tiểu thú mừng rỡ thân hình khẽ di động trên không trung mở miệng phun ra đoàn quang điểm rồi biến thành tàn ảnh chui vào trong tay áo hàn lập hàn lập khẽ lật tay lấy ra pháp bàn đem quang điểm thu lại trong tay linh quang lại chợt lóe lấy ra một lá thái nhất hóa thanh phù phù này trông đã ảm đạm dị thường cơ hồ không còn thấy linh quang hoàn ở mặt trên phù triệt hàn lập nhíu mày khẽ do dự tay kia lại lấy ra một lá phủ giống y hệt như thế tấm phủ triện này có màu tím so với lá lúc trước mà nói thì linh quang trói mắt hơn rất nhiều đây đúng là hàn lập vì hành trình tới thế giới hoang dã lần này mà đã tiêu hao rất nhiều khí lực để luyện chế hai tấm thái nhất hóa thanh phù tấm lúc đầu xem ra uy năng đã tiêu hao không còn nhiều lắm vì do nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nên hàn lập tất nhiên càng cần phải cẩn thận hắn lấy ra tấm phủ mới là để đề phòng vạn nhất đem tấm tàn phù lúc trước thu lại, tấm phù mới khẽ nhoáng lên một cái, nhất thời ngân sắc phù văn chấp động, thân hình hàn lập lơ lửng trong hư không liền biến mất tại chỗ. Lập tức trong lòng hắn khen niệm chú, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng bay thẳng đến chỗ báo lân thú đã chỉ. Mặt nước rộng vô tận này cũng không biết là một cái hồ lớn, hay là biển rộng rồi, phi hành lên phía trước hơn 200 dặm, thế nhưng cũng không nhìn rõ bờ bến. Chỉ là đã có một tiểu đảo xuất hiện trước mắt, đảo này ước chừng to khoảng 10 dặm, trên đảo cây cối rậm rạp dị thường tựa hồ hiếm có dấu chân người hàn lập đưa mắt nhìn hòn đảo rồi lại ngẩng đầu nhìn xung quanh sau đó lặng lẽ bay thẳng đến trung tâm hòn đảo theo như báo lân thú hồi báo thì chắc chắn là đảo này ở trung tâm đảo này là một khu đất trống không lớn lắm trong đó một ít cự thạch không đồng đều chất đống tại đó trên một phiến đá lớn thiếu nữ áo bảo trắng sắc mặt tái nhợt đang ngồi tĩnh tọa trước người thiếu nữ còn có một nữ tử giống như người mộc tộc đang cung kính đứng đó Hàn Lập vừa thấy cảnh này, trong lòng cả kinh, thân hình dừng lại trong không chung, hai mắt híp lại đánh giá nữ tử xa lạ kia. Nữ tử này nhan sắc ra thịt giống y hệt mộc linh là một màu xanh lục quỷ dị. Hơn nữa bên hông còn mang dây lưng màu cam đại biểu cấp bậc là một cao giai mộc linh tương đương với tu sĩ luyện hư kỳ. Hàn Lập quan sát cẩn thận, thấy nàng ta với mộc linh bình thường có chút khác biệt. Nàng ta đứng trước nữ tử áo bào trắng, bộ mặt ngưng trọng, nét mặt nghiêm nghị vô cùng khác hẳn vẻ mặt đờ đẫn của mộc tộc. Hơn nữa hắn mặc dù không thả ra thần niệm đi dò xét, nhưng trên người nàng ta lan tỏa một loại hỏa linh lực cực kỳ cường đại khác hẳn với mộc linh khí tinh thuần trong cơ thể mộc tộc. Đây không phải là mộc linh, tâm niệm hàn lập khẽ chuyển đưa ra phán đoán, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt nhìn xuống thiếu nữ áo bảo trắng. Lúc này, hắn mới phát hiện ra thiếu nữ áo bảo trắng ngoại trừ sắc mặt tái nhật dị thường, trước ngực còn có một vệt máu to như nắm tay, phảng phất một đóa hoa nhỏ màu huyết sắc vô cùng bắt mắt. Nàng ta đang bị thương, nhìn thấy cảnh này, hàn lập trong lòng do dự cân nhắc có nên hạ xuống hay không đúng lúc này cô gái phía dưới bỗng nhiên vừa ngẩng đầu nhìn về hướng không trung thản nhiên cười hàn huynh nếu đến đây vì sao còn không xuống dưới nghỉ ngơi một chút hàn lập nghe vậy trong lòng kinh hãi lập tức hoảng sợ nàng ta có thể nhìn thấy hắn đang ẩn nấp điều này sao có thể thái nhất hóa thanh phù trước mặt hợp thể cấp tu sĩ còn khó nói nhưng đối với cấp bậc từ luyện hư trở xuống thì trước kia chưa từng có người cảm ứng được chẳng lẽ lời nàng ta là lừa bịp nhưng xem vẻ mặt tươi cười của nàng ta hướng phía mình thì rõ ràng biết chính xác vị trí của mình trừ phi nàng ta có thần niệm cường đại nhưng muốn vậy phải ít nhất là hợp thể tu sĩ mới có thể được hàn lập trong lòng kinh nghi vô cùng hơi trầm ngâm một chút ngân sắc phù văn trên người chớp động thân hình chậm rãi hiển lộ ra sau đó một tay hắn hướng trên người khẽ vỗ một đạo tử sắc phù triện bay ra xoay quanh một vòng rồi rơi vào trong lòng bàn tay diệp đạo hiếu vị đạo hiếu này là người phương nào có thể giới thiệu cho tại hạ biết một chút chứ. Hàn lập ra vẻ bình tĩnh nói, thân hình từ không trung từ từ hạ xuống. Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là do hai tộc chúng ta phái đến một tộc nằm vùng, diệp sở đạo hữu. Xem bộ dáng hàn đạo hữu thì dường như rất nhẹ nhàng thoát khỏi một tộc. Thiếu nữ áo bào trắng đầy hứng thú nhìn hàn lập khi thấy bộ dạng không chút tổn hao gì của hắn. Từ đó nàng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, diệp sở, đạo hữu là nhân tộc hay là yêu tộc, hàn lập lại ngóng nhìn nữ tử da xanh, ánh mắt chợt lóe, bèn nói. Ánh mắt đạo hữu rất tinh tường, tại hạ là người nhân tộc, nhưng bản thân lại mang mộc phượng linh huyết, cứ coi như nửa yêu tộc đi. Tiếng nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hàn lập một cái, thanh âm hơi có chút khàn khàn. Mộc phượng, a, à, đạo hiếu cũng có tu vi cấp luyện hư, hàn lập vừa nghe được tên đã ngẩn ra, nhưng thần niệm hướng trên người nàng ta đảo qua, sắc mặt hơi đổi. Sở tỷ tỷ xuất thân từ diệp ra chúng ta, năm đó khi còn là tu vi luyện hư sơ kỳ ẩn núp ở mộc tộc nhiều năm như vậy tới nay đã luyện hư kỳ đại thành khoảng cách đến hợp thể cũng chỉ là một chút thiếu nữ nói rất trôi chảy điều này là do ta ở mộc tộc cũng có ít nhiều yêu đãi nếu không thiếp thân cũng vô pháp tu luyện tới cảnh giới hiện nay nhưng thật ra ta không ngờ lần này thiếu chủ tự mình tới diệp sở khiêm tốn trả lời thì ra là thế lúc nãy nếu tiền bối không ở một bên tiếp ứng thì chỉ sợ chúng ta đã toàn quân bị diệt đối diện thực sự luyện hư hậu kỳ đáng sợ hàn lập hít sâu một hơi sâu thần sắc tự nhiên trở lên kính cẩn vài phần chẳng qua vừa rồi bị truy đuổi quá mau ta còn chưa kịp hỏi sợ tỉ tỉ rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy vì sao ta rơi vào trong bẫy của mộc tộc mấy người khác đâu khuôn mặt thiếu nữ thu lại vẻ cười lúc trước bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng lại trong mộc tộc trừ ta ra những người khác đều đã chết hết ngay tại trăm năm trước dường như người mộc tộc có được tình báo gì đó biết trong tộc có thám tử hai tộc. Một tộc điều tra một phen, chỉ có ta do là có một phượng huyết nên qua được còn mấy người khác đều bị bại lộ, chỉ còn cách chạy trốn nhưng kết quả là đều bị đánh chết. Nữ tử da xanh trả lời, chương 1376, hoàn thành nhiệm vụ. Lúc mọi người tới gặp phải mai phục trong rừng bởi vì một tộc cao tầng đã cải biến hắc diệp xâm lâm, phía mép ngoài có đặt mộc la thụ để giám thị. Chỉ sợ thiếu chủ khi vừa tiến vào rừng rậm đã bị cây này phát hiện cũng may mộc tộc cao tầng đối với hắc diệp xâm lâm vẫn chưa coi trọng nên chỉ phái một gã ngân giai mộc linh hạ vị chủ trì nếu không cho dù ta ở bên trong phối hợp tác chiến các ngươi cũng rất khó thoát thân nữ tử thận trọng nói nguyên lai là như vậy sở tỉ tỉ thật sự là ngươi đã quá vất vả thiếu nữ thần sắc vừa động chậm rãi nói không có gì ta ở mộc tộc vài năm cũng không bị bạc đãi cũng nắm giữ không ít bí mật của mộc tộc cuối cùng cũng hoàn thành trọng trách với bổn tộc chúng ta chẳng qua hiện giờ ta bị bại lộ nên ta không cách nào tiếp tục ở lại mộc tộc diệp sở cũng không hề để ý mà nói ra toàn bộ như vậy hàn lập nghe xong trong lòng khẽ động thiên uyên thành có thể lập tức bùng nổ đại chiến nếu không xảy ra việc này thì gia chủ cũng tính toán tới việc triệu hồi tỷ tỷ với tu vi hiện giờ của tỷ tỷ mà tiếp tục tiềm phục tại mộc tộc thì quả là quá lãng phí nhân tài thiếu như áo bào trắng nhẹ giọng cười tiếng cười này tựa hồ đã tác động đến nội thương của nàng ta việc này làm cho nàng ho khan vài tiếng sắc mặt càng thêm trắng bệch thiếu chủ không sao chứ nếu không hãy nuốt một viên phượng linh hoàn diệp sở vừa thấy tình cảnh thiếu nữ sắc mặt liền lo lắng mà mở miệng khuyên nhủ không cần phong linh hoàn còn lại không nhiều lắm ta giữ lại vì còn có lúc cần dùng đến thiếu nữ lại nói thế nào diệp cô nương bị nội thương rất nặng sao ánh mắt hàn lập khẽ chấp lên bị tên ngân giai mộc linh kia đánh một trường, người nói xem bị thương có nặng không thiếu nữ áo bảo trắng nhìn Hàn Lập bĩu môi, bộ dáng có vẻ tức giận. Nếu chỉ là nội thương, tại hạ còn có vài loại đan dược, có lẽ đối với vết thương này sẽ có chút tác dụng. Hàn Lập thản nhiên nói, tay áo rung lên, phóng ra mấy bình thuốc. Hai hàng lông mày thiếu nữ áo bảo trắng nhíu lại, tay nâng lên nhận lấy bình thuốc sau đó mở ra đưa mũi người vài lần. Đan dược tốt, bách thánh hoàn, hồi linh thủy, Hàn Huynh quả là người hào phóng, lại có loại thuốc tiên này để chữa thương. Đã như vậy, tiểu muội sẽ không khách khí thiếu nữ dường như cũng biết không ít về các loại đan được nháy mắt đã nói ra tên vài loại đan có chút giật mình mấy loại linh dược này thiếu nữ cũng chuẩn bị một ít nhưng lúc này chúng lại được một gã hóa thần tu sĩ một hơi xuất ra tự nhiên vẫn còn có chút khó tin đôi mắt thiếu nữ khẽ chấp vài cái rồi không chút khách khí nhận hết các bình dược sau đó cũng nuốt luôn vài viên ánh mắt thiếu nữ nhìn hàn lập tín nhiệm dị thường hàn lập thấy nữ tử này quyết đoán như vậy hắn cũng có vài phần bội phục đương nhiên tám chín phần đó cũng do nàng ta có bí thuật gì đó căn bản không sợ hắn động tay chân trong đan dược đúng rồi hàn huynh làm sao tới đây tìm được tiểu muội loại phù ẩn nấp vừa rồi tựa hồ là ngân khoa phù không biết kêu tên gì ngân khoa linh phù cao minh như vậy tiểu muội mới lần đầu nhìn thấy sau khi thiếu nữ nuốt đan dược khí sắc chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều nhãn châu chuyển động rồi bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm về thái nhất hóa thanh phù tại hạ tìm kiếm đạo hữu thực sự cũng có chút tâm ý về phần linh phù kia gọi là thái nhất hóa thanh phù là tại hạ vô tình lấy được, phương diện ẩn nấp thực có chút thần diệu. Diệp cô nương liếc mắt một cái mà có thể khám phá mới làm cho tại hạ giật mình, không biết đạo hữu làm thế nào có thể nhìn thấu, cho dù là luyện hư tu sĩ cũng không dễ dàng nhìn thấu. Hàn lập mỉm cười, hỏi lại một câu, tiểu muội tu luyện công pháp, hơn phân là có công hiệu khắc chế nửa công pháp ẩn nấp, nên có thể khám phá linh phù của hàn đạo hữu đó không phải là việc gì kỳ quái. Hàn huynh không cần quá để ý, cô gái bĩu môi, hàm hồ nói. hàn lập nghe xong, tự nhiên chỉ có thể cười khổ một tiếng. tuy rằng biết rõ đối phương nói như vậy chỉ là ứng đối cho qua, nhưng hắn cũng không hỏi thêm nữa. ta đã không còn gì đáng ngại. sở tỷ tỷ chắc hẳn mang theo tư liệu tình báo của một tộc trên người. thưa dịp lúc này bình yên vô sự, hãy đem ngọc giản truyền cho thiên uyên thành đi, để tránh có việc gì ngoài ý muốn xảy ra. thiếu nữ bỗng nhiên hướng diệp sở nói, dạ, thiếu chủ. nữ tử da xanh nghe vậy lập tức đáp lại một tiếng. Hàn lập thần sắc trên mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng tự nhiên là mừng rỡ. Lúc này thiếu nữ áo bào trắng đã từ chữ vật thủ chạc lấy ra một cái pháp bàn lập lè, nữ tử da xanh hé miệng ra, từ trong miệng bay ra một khối ngọc giản xanh biếc. Trên người Hàn lập cũng có một khối pháp bàn, cũng có thể đem tin tức truyền tống về thiên uyên thành, truyền tống xong thì pháp bàn cũng bị hỏng không cách nào dùng nữa. Hiện tại nếu thiếu nữ dùng truyền tống pháp bàn của nàng thì đối với Hàn Lập cũng không vấn đề gì phương pháp này nghe nói là do luyện khí tông sư của Thiên nguyên Thành gần đây mới nghiên cứu ra. Nếu không lúc trước, một phượng nửa người nửa yêu này đã trực tiếp mang về không cần đám người Hàn Lập chạy tận tới đây. Tay thiếu nữ khẽ nhấc, hướng về phía pháp bàn đánh ra một đạo pháp quyết, nhất thời pháp bàn cầm trong tay bạch quang chợt lóe, linh quang đại phóng. Đem pháp bàn hướng trước người ném đi, bỗng chốc biến thành một đoàn nhũ quang lớn hơn một xích, chuyển động quay tròn không ngừng, đồng phát ra tiếng động vù vù. Mau lên một chút, mặc dù là truyền tống trận loại nhỏ nhưng lại có thể hấp dẫn người mộc tộc thiếu nữ vội vàng nói diệp sở cũng biết điều này nên không lưỡng lự ném ngọc giản vào bên trong trận thiếu nữ sắc mặt ngưng trọng lại bấm niệm pháp quyết trong pháp trận bỗng nhiên hiện ra ngân sắc phù văn quay cuồng không ngừng ngọc giản phát ra một tiếng thanh minh rồi biến mất trong nháy mắt quang đoàn cũng tán loạn biến mất ngân sắc pháp bàn hiện ra nguyên hình nhưng lúc này pháp bàn đã không còn nguyên vẹn minh ấn pháp trận trên mặt đã bị hủy hoại toàn bộ đầy những vết rạn, hoàn toàn không thể dùng nữa hàn lập lại trong lòng vui sướng tay khẽ lật chuyển trong tay xuất hiện một khối thanh sắc ngọc phù ánh mắt mọi người nhìn vào đó không hề chớp chút nào đây đúng là nửa khối vạn lý phù mà cao tầng thiên uyên thản trước khi xuất phát đã đưa thiếu nữ thấy vậy liền cười đem pháp bàn hỏng thu lại rồi lấy ra mai vạn lý phù ánh mắt sáng như minh châu chăm chú nhìn vào diệp sở nét mặt bất biến vẫn đứng tại chỗ thần sắc như thường trong lúc nhất thời cả ba người đều không lên tiếng khiến không gian yên tĩnh không tiếng động. Ước chừng qua một tuần trà, vạn lý phù trong tay Hàn Lập cùng thiếu nữ linh quang đồng thời lóe lên, thoáng hiện ra một hàng văn tự. Hàn Lập trong lòng nhanh chóng đem từng văn tự trên ngọc phù ghi nhớ. Vô số văn tự xuất hiện trên khắp ngọc phù, sau khi bạch quang chợt tắt ngọc phù lại trở lên ảm đạm. Lúc này, trên mặt Hàn Lập lại tràn đầy vẻ tươi cười. Thiên Uyên thành truyền tống tới thứ này, Quả nhiên là văn tự giảng giải về cách giải trừ cấm chế trên bình diệt trần đan, giống với ước định trước khi đi. Xem ra trong thành đã nhận được tin tức, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, rốt cục có được tự do của bản thân. Hàn lập trong lòng hưng phấn dị thường, đào mắt qua thiếu nữ áo bảo trắng phía đối diện, chỉ thấy nàng ta vẫn đang nhìn vạn lý phù trong tay. Tựa hồ chưa xem hết, nhưng là khóe miệng nàng ta khẽ nhếch lên, rõ ràng mãn ý đối với nội dung trên ngọc phù. Hàn lập trong lòng khẽ động nàng ta không có nhu cầu đến diệt trần đan, không biết nàng được cao giai tu sĩ trong thiên nguyên thành hứa hẹn cái gì mà cam tâm mạo hiểm tới đây. thế nào, hàn huynh cũng đã nhận được thứ gì đó rồi chứ? thiếu nữ xem xong nội dung trên ngọc phù, cầm trong tay ném qua hàn lập, cười hì hì. quả thực là đã có được vật mong muốn. hàn lập mỉm cười trả lời. một khi đã như vậy, hãy nhanh chóng rời khỏi nơi đây. cho dù đạo hữu có tính toán khác, nhưng chắc rằng cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại mộc tộc. Thiếu nữ thâm ý sâu sắc hướng Hàn Lập nói. Hàn Lập ngẩn ra, ánh mắt ngóng nhìn thiếu nữ một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu. Thiếu nữ thấy Hàn Lập đáp lại như vậy tựa hồ có chút cao hứng, sau đó quay sang bên kia phân phó vài tiếng với nữ tử da xanh. Nữ tử này đáp lại sau đó đưa tay thả ra một loại bảo vật. Vật này vừa mới xuất hiện chỉ lớn hơn một xích chính là một khôi lỗi mục điều màu vàng. Nữ tử nhanh chóng thi triển pháp quyết khiến mục điều bay lên không đồng thời hào quang quanh thân bắn ra tứ phía, trong nháy mắt liền biến thành lớn hơn 10 trường. Thoạt nhìn trông rất sống động, thần tuấn dị thường, thiếu nữ cùng diệp sở không nói lời nào mà bay vụt lên. Hàn lập khẽ do dự một chút rồi cũng bay lên, diệp sở phát ra mệnh lệnh, một điều mở cánh, nháy mắt hóa thành một đoàn hoàng quang nhanh chóng bay đi. Từ khi Hàn lập gặp được nhị nữ đến lúc hoàn thành nhiệm vụ, sau đó thoát khỏi nơi đây. Hàn lập cùng thiếu nữ áo bảo trắng từ đầu đến cuối cũng không nói đến lũng đông cùng tiểu hồng, coi như hai người chưa từng tồn tại. Ngay khi Mộc Điểu rời đi được nửa ngày, một đạo ngân hồng từ ngoại biên bay vụt đến, xoay quanh vài vòng, cũng chợt lóe rồi phá không bay đi, từ phương hướng rời đi mà xem thì đúng là hướng bay của Mộc Điểu. Một tháng sau, một đoàn hoàng quang từ một hoang nguyên bay vụt qua đúng là đám người Hàn Lập đang cưới Mộc Điểu bay qua. Bọn họ kể từ ngày xuất phát, Diệp Sở vẫn đang toàn lực thúc giục Mộc Điểu, một đường đi nhanh như chấp, không dám dừng lại trên đường. Có như vậy, bọn họ mới ở trong khoảng thời gian ngắn tới được nơi này. Phía trước cách đó không xa, chính là nơi nhập khẩu của nhất tuyến thiên. Hàn lập cùng nhị nữ trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhàng. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên cuồng phong gào thét, lập tức bầu trời trở lên u ám, tiếng sấm rền vang từng trận, sắc trời trở nên âm u tối đen như mực, mây đen quay cuồng, che hơn phân nửa bầu trời. Trong tiếng nổ vang, mơ hồ truyền đến từng tiếng giống to. Tiếng giống này không quá lớn trầm thấp dị thường, nhưng lại tràn ngập một sự uy nghiêm khó nói. Thiếu nữ áo bào trắng cùng nữ tử da xanh vừa nghe tiếng giống này thì sắc mặt nhất thời đại biến. Đây là, đồng tử Hàn Lập co rụt lại, trên mặt hiện ra vẻ trần chờ Mà đúng lúc này, bên trong không gian u ám xuất hiện mấy đạo ngân hồ thật lớn lóe lên, theo tiếng nổ rền vang một thứ trông như ngọn núi từ trong mây hiện ra, hai cặp kim sắc nhãn châu chấp lóe gắt gao nhìn chằm chằm về mấy người ngồi trên một biểu phía xa xa. Lúc này, dưới hai khỏa kim sắc nhãn châu đầy uy hiếp đó, Hàn Lập cảm thấy một cỗ hàn khí dâng lên từ phía sau lưng, nháy mắt hàn khí đã bao phủ toàn thân. Thế nhưng trong lúc nhất thời hắn không thể mảy may nhúc nhích. chương 1377, chân linh chi phách. Đầu rồng, là đầu của chân long chứ không phải đầu giao long. Nhìn vật to lớn trong không trung, Hàn Lập trong lòng hoảng sợ. Cái đầu cực lớn trên bầu trời cùng cùng mô tả về chân long trên điển tịch hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa toàn bộ đầu rồng đều tỏa ra ánh vàng rực rỡ như được tạo ra từ vàng rồng. Trên đầu, đôi kim giác trông như hai cây tiểu thụ linh quang lóng lánh khiến cho người ta càng sợ hãi. Không phải chân long, tuy rằng hơi thở đích xác là của chân long, nhưng linh lực tỏa ra chỉ ngang với yêu tu hợp thể trung kỳ. Nếu là tồn tại cấp chân linh thì sao chỉ có điểm ấy linh lực? Bỗng nhiên thần sắc diệp sở thoáng động, lớn tiếng nói. Không phải tồn tại cấp chân linh, nhưng lại có thân thể chân long, chắc chắn là do thúc dục mạnh mẽ chân long huyết chuyển hóa thành chân long chi phách. Vừa nghe thấy lời diệp sở, trong mắt nữ tử áo bào trắng hiện lên một luồng hàn quang lẩm bẩm nói chân long huyết hẳn là lũng gia đang dở trò quỷ quái đôi hàng lông mày đen của diệp sở nhướng lên sát khí trên mặt nhất thời xuất hiện không sai ta đã sớm cảm thấy được có chút kỳ quái ta tham gia nhiệm vụ không bao lâu như thế nào lũng gia cũng đem lũng gia thiếu chủ an bài trong nhiệm vụ lần này xem ra hắn đã có ý định nhằm về phía ta thiếu nữ cười lạnh một tiếng có chủ ý nhằm vào thiếu chủ chẳng lẽ vì tin đồn kia Diệp sở như nhớ ra điều gì, thần sắc trên mặt đại trấn. Tin đồn gì, đại diễn quyết vẫn lưu truyền trong cơ thể hàn lập, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi sự kinh hãi khi chiếc đầu rồng khổng lồ xuất hiện mà hồi phục hành động, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc này lên tiếng hỏi một câu. Hắc hắc, ta cho hàn huynh biết, chân long chi phách kia là do vị đại thiếu gia của lũng gia kia làm ra. Hắn vì mưu đồ thiên phượng chân huyết trên người của ta nên đến đây. Bất quá, nếu hắn lựa chọn ở đây mà xuất thủ công kích tiểu muội thì cũng không thể sống sót mà rời đi các chân linh thế gia sớm đã có hẹn nghiêm cấm các thế gia tranh đoạt chân linh huyết mạch của nhau nếu có chút vi phạm sẽ bị tất cả thế gia liên thủ tiêu diệt vị lũng gia thiếu chủ này cho dù to gan lớn mật cũng không dám động thủ trong phạm vi nhân tộc nên mượn cớ theo ta đến đây lúc này đột nhiên xuất hiện gây khó dễ nên đã thúc giục chân linh chi